hãy về với bố con anh em nhé. Chúng ta sẽ bù đắp những quyết thiếu trong cuộc đời nhau. Chúng ta nhất định sẽ xây dựng lên một tổ ấm hạnh phúc. Có anh, có em và các con của chúng ta nữa. Mai Ca xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hương vừa cầm bát cháo, vừa đút vào miệng chồng cảm giảm. Ăn nhanh lên đi, chúng tôi còn đi làm. Chồng con gì mà báo quá trời quá đất, đúng là cái của nợ mà miệng cứ nói tay hương thì cứ dí thìa cơm vào miệng hạnh một cách thô bạo hai chân hạnh không cử động được tay cũng bị bó bột không thể phản ứng nghe vợ nói như vậy anh bụng miệng không chịu hợp tác miếng cơm bị rơi vãi xuống giường hương tức cái công mình đút cơm cho chồng còn bị anh ta phụ liền lên cơn thịnh nộ ghè miệng chồng rồi đút lia lịa mấy thìa cơm vào ăn đi ăn đi tọng cho đầy họng vào hạnh cố nhè ra nhưng cũng không thể nhè ra được những hạt cơm rơi vào hỏng khiến anh bị sặc lên phát ho anh gồng mình đỏ mặt cố ho mấy hạt cơm rơi ra hoa vừa vào đến cửa phòng bệnh thấy em trai đang lên cơn ho sặc sủa còn em dâu thì mặt đỏ tía tai đứng không cũng không giúp chồng mà còn lớn tiếng chửi chồng và tuôn ra những câu tục tĩu hai tay thì túm lấy đầu chồng nhân xuống cô làm cái quái quỷ gì đấy hả cô muốn giết chết em tôi à hoa quăng bị trái cây xuống lôi tay hương kéo ra rồi cúi xuống nâng người em dậy vỗ lưng hạnh để anh ho hạnh được chị dựng ngồi dậy vỗ lưng nên cũng ho hết các hạt cơm từ trong hỏng ra lúc này anh mới cảm thấy đỡ khó chịu đi một chút nhưng gương mặt thì tái lại hai hàng nước mắt cũng ứa ra không biết vì tủi nhục hay vì cơn ho hồi nãy nữa thấy em trai đã đỡ hơn một chút hoa đỡ hạnh nằm xuống giường rồi đứng dậy tính sổ với em dâu cô là loại vợ gì thế hả Chồng cô bệnh tật thế này đã không giúp được gì cho nó thì thôi lại còn hành hạ nó ra nông nỗi này Cô có còn là con người nữa không? Lương tâm cô bị chó tha rồi hả? Hương vốn chưa thỏa được cơn giận lại bị chị chồng chửi rủa tới tấp thì cũng lên cơn điên Chị nghĩ em chị là ông Hoàng hả? Anh ta nằm trên giường cả tháng này không làm được cái gì cho tôi rồi lại còn bắt tôi hầu hạ tử tế nữa hả? Nó không may bị tai nạn mới nằm như vậy Là vợ, cô phải ra sức động viên an ủi chồng Đằng này cô mắng chửi nó Rồi còn đánh đấm nó như một con vật Đã vậy còn không biết mình sai Chửi chị chồng chem chẹn Đồ đàn bà bạc tình bạc nghĩa Ngày xưa em trai tôi giỏi giang khỏe mạnh Chính bố con cô đã dụ dỗ Lôi kéo nó bằng được để nó làm rẻ nhà cô Bây giờ không lợi dụng được nó Thì định vắt tranh bỏ vỏ à Hòa tức quá tuôn luôn một chàng Hương chẳng những không thấy mình sai Mà còn thấy mình làm như vậy cũng chưa đủ nữa Cô ta mỉa mai chồng tôi thấy ngay đến cái vỏ chanh anh ta cũng không bằng nữa đã không làm được gì lại còn ăn hại bắt người hầu kẻ hạ có ai mà nuôi một kẻ vô dụng lại còn đối xử tử tế vâng ạ dạ thưa không tất nhiên ngày xưa anh ta có giá trị ai mà chả ham giờ hết rồi thì biết thân biết phận một chút đi đằng này lại tỏ ra ta đây còn muốn đòi hỏi cái gì nếu chị thương cái thứ này thì rước về dùng tôi tôi mang ơn chị còn mất dạy này mày dám mở mồm nói chồng mày như vậy hả Hòa tức quá túm tóc hương gỉ xuống nếu hôm nay tao không cho mày một trận Thì chắc mày sẽ trèo lên bàn thờ nhà tao mà ngồi chứ gì Hoa vốn làm nông Nên tay chân rất khỏe mạnh Cô ta quật một phát Thì hương ngã lăn xuống đất Vẫn chưa hả cơn giận với đứa em dâu mất dạy này Cô lừ lừ đi tới túm tóc của cô ta giật giật Hương cũng ra sức phản kháng Nhưng sức cô không thể trụ được với Hoa Chị dám đánh tôi Tôi sẽ tống cổ chị vào tù Tù này, tù này Tao coi thằng nào con nào dám tống tao vào tù Hòa vừa nói vừa tát vào mặt em dâu Cơn thịnh nộ khiến cô mất đi cả lý trí Dừng lại ngay Các người làm ơn dừng lại cho tôi Hạnh thấy chị gái và vợ Quật nhau giữa phòng bệnh của mình Thì cố gắng ngăn cản Nhưng cơ bản chân tay anh không thể cử động được Anh bất lực gào lên Cơn thịnh nộ của hai người đàn bà như hổ và sư tử Đang chiến đấu với nhau Không thể nghe lọt tai những lời anh đang gào thét kia Hạnh cố vươn người lật đến chỗ chị và vợ Để can ngăn anh dùng hết sức bình sinh lật người lại thì bị ngã bịch xuống giường xương cốt vẫn chưa lành lặn hẳn lại bị va đập mạnh thì đau đớn vô cùng anh tím mặt kêu u ớ rồi ngất lịm hòa thấy vậy thì sợ hãi buông hương ra chạy tới chỗ em trai lay lay người hạnh trời ơi hạnh ơi em ơi em có làm sao không thấy hạnh không trả lời cô sợ hãi hét lên gọi bác sĩ nhanh lên còn đứng đấy làm gì hả hương cũng thấy vậy sợ quá liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ vài phút sau thì bác sĩ có mặt kịp thời. Họ khám sơ cho hạnh rồi đưa anh thẳng vào trong phòng cấp cứu. Hoa và Hương đứng ở ngoài cửa phòng lo lắng vô cùng. Trong lúc bối rối, Hoa không biết làm sao liền lấy điện thoại gọi cho Xuân, em gái mình. Xuân ơi, em đến đây nhanh lên. Thằng Hạnh, thằng Hạnh. Hoa vừa nói, vừa khóc nấc lên trong điện thoại. Thằng Hạnh nó làm sao hả chị? Giọng Xuân bên đầu dây bên kia cũng lo lắng không kém. Cô đang hướng dẫn mọi người theo trong xưởng của mình. Nó, nó ngất rồi, đang cấp cứu. Em biết rồi, chị bình tĩnh, em sẽ đến ngay. Xuân vội bỏ giờ công việc của mình rồi tất tả chạy tới bệnh viện. Vừa thấy em gái, Hoa đã chạy ảo ra rồi ôm em khóc òa. Xuân ơi, thằng Hạnh! Được rồi, chị bình tĩnh đi, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Hoa thấy em gái đến nên cũng có chút bình tĩnh, cô chỉ thẳng về phía Hương. Là tại nó, còn vợ khốn nạn này, nó đã hại em mình Thằng Hạnh nó đang bệnh tật thế kia Mà nó nỡ tọng mấy thìa cơm vào họng Khiến thằng bé sạc tí nữa thì chết Chị điên quá nên tát nó vài cái Không ngờ thằng Hạnh nó lại té từ trên giường xuống Rồi ngất đi Hoa vừa nấc vừa kể lại sự việc cho em gái nghe Nếu thằng Hạnh có chuyện gì Thì tao xé xác mày ra Hoa gầm gừ nhìn Hương đe dọa Vừa lúc này Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu Hoa thấy vậy liền bổ nhào đến hỏi Bác sĩ Em trai tôi có làm sao không? Bác sĩ vốn đã quen mặt với mấy người nhà của Hạnh nên nói luôn. Cơ bản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng tay chân của anh ấy vẫn chưa bình phục nên ngã xuống đất bị va chạm quá mạnh viết gãy quá nặng khiến anh ấy đau mà ngất đi. Sao mọi người lại để anh ấy ngã thế kia? Người bị tai nạn gãy chân gãy tay phải chú ý tuyệt đối không cử động mạnh. Hoa thấy bác sĩ nói vậy thì vội giải thích. Vâng, chúng tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúng tôi giờ phải kiêng những gì ạ? À? hạn chế cử động mạnh ngay cả vệ sinh cho anh ấy cũng không được thô bạo vâng tôi biết rồi chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không ạ được anh ấy mới tỉnh lại hình như tâm lý không được tốt lắm mọi người chú ý để anh ấy nghỉ ngơi sớm nhé vâng cảm ơn bác sĩ hương nghe thấy chồng mình không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ngoa ngoắt nói của quý của các người đấy cứ ở lại mà chăm sóc cho sướng nhé nói xong cô ta quay đi luôn à cái con mất dạy này. Hoa định chạy với theo túm của cô ta lại, nhưng Xuân đã ngăn lại kịp. Thôi chị, để nó đi đi, cho thằng Hạnh được yên một tí. Hoa thấy Xuân nói cũng có lý, nên hậm hực không đuổi theo Hương nữa. Hai chị em bước vào phòng, Hạnh đang nằm im trên giường, ánh mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Xuân nghe câu chuyện vừa nãy Hoa kể lại, cũng hiểu được bây giờ Hạnh chắc đang đau lòng lắm. Cô từ từ tiến lại giường bệnh rồi khẽ gọi. Hạnh, em có đau lắm không? hạnh nghe giọng chị gái thì quay lại hai giọt nước mắt đang ứ động trên khóe mắt bỗng trở rơi xuống chị xuân em đã làm khổ mọi người lắm phải không xuân nắm lấy tay hạnh nói không không phải vậy đâu em em là một thằng đàn ông vô dụng bây giờ em chẳng làm được gì lại còn phiền mọi người phải bỏ công chăm sóc em thứ người vô dụng như em thả chết đi còn hơn không được hạnh ơi em không nên nói như vậy sông có khúc người có lúc ai cũng sẽ trải qua những sự việc rủi ro trong cuộc sống em đừng có bi quan như vậy rồi em sẽ khỏe lại sẽ đi được và sẽ làm việc lại bình thường như xưa thôi chị không cần an ủi em em biết tình trạng của mình em bây giờ là một kẻ tàn phế mãi mãi là như vậy không em của chị không phải là một kẻ tàn phế ông trời sẽ không bao giờ để một người tài giỏi và thông minh như em phải chịu thiệt thòi như vậy đâu hãy nghe chị hãy nghĩ về hai đứa con gái của em chúng nó cần có bố từ nhỏ em đã có nghị lực phi thường Suốt bao nhiêu năm phấn đấu Chẳng lẽ em lại bỏ lại phía sau tất cả hay sao hả Hạnh Hạnh nhắm mắt Để những giọt nước mắt kia chảy hết ra ngoài Anh nghĩ về hai đứa con gái của mình Anh không muốn xa chúng nó Hòa thấy em trai nói như vậy Thì lòng đau như cắt Cô quỳ sụp xuống giường Nước mắt ngắn nước mắt dài vừa khóc vừa nói Hạnh ơi Chị xin em, em còn có các chị Dù ai đối xử với em như thế nào Thì trong mắt các chị em vẫn là đứa em trai tài giỏi nhất chị xin em hạnh ơi nếu em cứ đòi sống đòi chết thế này bố mẹ mà biết bố mẹ đau lòng lắm rồi sau này các chị biết nói thế nào với bố mẹ khi gặp lại họ chứ xuân thấy hạnh nằm im cũng có vẻ nghĩ thông rồi nên nói với hoa được rồi chị hạnh nó sẽ không làm sao đâu hạnh ơi em nói với chị một câu đi chứ em cứ như thế này chị sẽ không ăn không ngủ được mất hạnh nghe chị gái nói như vậy thì từ từ mở mắt em xin lỗi là đã phụ công nuôi dưỡng của các chị nếu em đã nghĩ đến công nuôi dưỡng của các chị thì em không được suy nghĩ tiêu cực đó là cách đền đáp công ơn của các chị xứng đáng nhất hạnh những chuyện khác cứ từ từ rồi tính cuộc đời vốn không có đường cùng điều này chắc em hiểu hơn chị phải không xuân vừa khuyên vừa dỗ dành em trai vâng em xin lỗi đã làm buồn lòng các chị được rồi em không có lỗi gì hết xuân xoa xoa từng ngón tay cứng đờ của em trai em còn đau nữa không đỡ rồi chị ừ vậy em nằm nghỉ ngơi một chút đi nhé vâng hạnh nói rồi ngoan ngoãn từ từ khép mắt lại xuân nháy mắt ra hiệu cho hoa đi ra ngoài mình đi thôi chị để em nó nghỉ ngơi một chút ừ hoa nghe lời em gái từ từ đứng dậy rồi theo cô đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để hạnh nghỉ ngơi hoa kéo xuân ra hành lang rồi nói xấu em dâu cái con chết dẫm ấy tại nó hết chính nó đã khiến thằng hạnh tức quá mà ngã lăn xuống đất còn mẹ nó chứ ngày xưa chồng nó đẹp trai phơi phới thông minh tài giỏi thì nó hốt về bây giờ gặp nạn tàn tật thì nó hát hủi như một đống rác nó sống ác nhân ác đức như vậy rồi sau này cũng sẽ gặp quả báo hoa vừa nói xấu lại còn vừa nguyền rủa em dâu Xuân thấy chị gái hơi quá lời Liền can ngăn Chị, chị cũng không nên nói cái hương như vậy Dù sao thì nó cũng là em dâu mình Là vợ của em trai mình Là mẹ của hai đứa cháu ruột mình Là người của gia đình mình Nó có bị làm sao thì em mình và hai cháu mình khổ trước tiên chị à Em đừng có bênh nó Nó đang mong cho thằng chồng nó chết đi Để lấy chồng khác đấy Chị thừa hiểu lòng dạ nó Xuân thấy chị mình vẫn còn căm hận em dâu lắm Nên từ tốn giải thích Chị à, cũng không trách nó được người phụ nữ nào cũng mong muốn dựa vào chồng hương nó cũng vất vả vừa chăm con vừa đi làm lại phải chăm sóc thằng hạnh đang bệnh tật nữa nên cáo bản cũng là điều dễ hiểu thôi ai mà không thích sung sướng chứ giờ chồng nó ra nông nỗi như vậy nó còn qua lại chăm sóc coi như cũng là biết điều rồi biết điều gì cái thứ nó em không thấy đó thôi nó tọng thức ăn vào miệng thằng hạnh như thể muốn dồn chết thằng bé vậy em mà thấy cảnh đó chắc chắn em cũng sẽ nghĩ như chị À đàn bà đó không xứng đáng làm vợ của em trai mình Chị à Em hiểu chị là chị của thằng Hạnh Đương nhiên là chị sẽ xót em mình Ruột thịt nhà mình Nhưng cái hương là vợ nó Vợ chồng như quần áo Lành đẹp thì giữ, xấu rách thì bỏ đi Thói đời là vậy Cái hương chỉ không phải là người phụ nữ tào khang thôi Chị cũng không thể ép người khác thương em mình mãi được Giờ chỉ mong sao Nó có trách nhiệm với chồng Nghĩ về tình nghĩa vợ chồng mà chăm sóc Đừng nói động xúc phạm gì đến thằng Hạnh nhà mình là được rồi Còn hai đứa con gái của nó nữa Chị cứ như thế này Thì làm sao chúng nó hòa hợp lại được Hoa nghĩ đến hai đứa cháu gái Thì cũng có phần chững lại Không biết được mấy ngày Chị đang sợ thằng Hạnh bị nó hành hạ như thế Có sống nổi nữa hay không đấy Thế nên Chị em mình mới phải tìm cách vun vén cho chúng nó Cũng không thể giao tất cả trách nhiệm Chăm sóc thằng Hạnh cho cái hương được Thì chị em mình vẫn tay nhau vào đây Trông coi thằng Hạnh đấy thôi có phải bỏ bẵng cho con Hương đâu. Em biết, nhưng chị thấy đây, cái Hương nó mệt mỏi nên đối xử với em mình không được như xưa nữa. Mình thương em mình thì mình phải tìm cách giúp nó bớt gánh nặng. Giờ chị em mình thay nhau thường xuyên vào bệnh viện để Hương nó có thời gian chăm con và còn lo cho công việc nữa. Em vào buổi sáng đến trưa, chị vào buổi chiều. Cơm nước mình cũng lo cho thằng Hạnh. Mỗi tuần để cái Hương trông chồng nó 2-3 ngày thôi. Còn đâu, chị em mình chia nhau chăm sóc được không chị? hoa nghe nói như vậy thì có chút đắn đo chị thấy chị gái hơi lúng túng xuân nghĩ chắc là hoa không sắp xếp được công việc gia đình cũng phải thôi dù gì cô vẫn còn chồng con nữa còn xuân thì dù sao cũng chỉ có một mình công việc thì cô tự chủ sắp xếp được nếu chị không tiện thì để em thay chị đi được buổi nào thì sắp xếp để em lên lịch hoa thấy em nói vậy thì nhìn với ánh mắt biết ơn xuân à giờ mọi việc của thằng hạnh trông chờ cả vào em chị chỉ dành buổi trưa thôi chị sẽ tranh thủ nấu cơm mang vào cho em và thằng hạnh em chịu khó nhé xuân nghe chị gái nói vậy cũng chỉ cười trừ vâng nếu chị không dành buổi nào thì để em tìm cách khác trước mắt em sẽ vào cả ngày nhưng chắc chắn không thể kéo dài được lâu em sẽ kiếm người nào sạch sẽ chăm chỉ thuê họ vào giúp ừ thế cũng được thế để em bàn chuyện này với cái hương Em bàn với nó làm gì Hoa nổi cáu khi nghe em gái nhắc đến tên em dâu Thì dù gì Đây cũng là việc của chồng nó Ít nhiều mình cũng phải thông báo với nó một tiếng chứ Gớm Nó chả thích quá đi chứ Em chả cần phải nói Mà chị cũng đừng kiếm chuyện với nó làm gì Ai mà rỗi hơi mà đi kiếm chuyện với nó Em tưởng chị rảnh rỗi lắm hả Chính nó hành hạ em mình trước Em xin lỗi Em nói năng hồ đồ rồi Nếu chị thấy chướng quá thì đi ra ngoài hạn chế tiếp xúc với em dâu đừng cãi nhau với nó trước mặt thằng hạnh kẻo thằng bé lại nghĩ tiêu cực không hay chút nào giá trị biết rồi hoa gắt gỏng rồi buông tay em đi trước xuân nhìn chị gái thở dài nghĩ về chuyện của em trai cô lại thêm rối rắm và lo lắng nhiều hơn cô thương chị thương em và cũng thương bản thân mình cô nghĩ bây giờ đã hết khổ rồi thế mà số phận cứ mãi trêu ngươi chị em bọn họ nhất là hạnh Đứa em vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn biết điều của cô. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, hai chị em cô làm quần quật chỉ để lo cho em ăn học, bao nhiêu hy vọng dồn hết vào đứa em trai này, hạnh từng là niềm tự hào của gia đình dòng tộc và của cả cái làng này, khi trở thành học sinh giỏi, được đặc cách tuyển thẳng vào lớp 10, rồi sau đó được tuyển thẳng vào đại học mà không qua bất cứ kỳ thi nào. Bố mẹ mất sớm, anh trai làm ruộng và cũng đã lập gia đình sớm kinh tế không khá giả nên phụ thuộc gia đình vợ. Anh cả không có tiếng nói nên chẳng phụ giúp được gì cho các em. Thành ra, Hoa và Xuân phải bỏ học sớm để nuôi hạnh. Không phụ lòng hai chị gái, Hạnh học rất giỏi. Những năm cấp 2 và cấp 3, cậu thi huyện, thi tỉnh, thi quốc gia đều đạt giải. Rồi cậu được tuyển thẳng vào đại học. Dù được ưu tiên tuyển vào bất cứ trường đại học nào theo mong muốn, nhưng cậu lại chọn trường đại học nông nghiệp cậu muốn làm một cái nghề gì đó liên quan đến quê hương của cậu. Học xong đại học, Hạnh được học bổng ra nước ngoài du học, hàm thụ lên tiến sĩ ngành chế biến thủy hải sản rồi về nước. Lúc đó rất nhiều công ty săn đón cậu, trong đó có công ty chế biến thủy hải sản của ông Ngà, là bố của Hương. Ông Ngà đã thuyết phục được Hạnh về làm cho mình. Hạnh đồng ý một phần vì công ty của ông là công ty của tỉnh anh, anh muốn trở về quê hương để phục vụ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chính nơi đây anh gặp gỡ Hương Con gái ông ngà và nên duyên cùng cô Cuộc đời của Hạnh cứ ngỡ là đã sang một trang mới Khi vợ chồng anh được bố mẹ tặng cho một ngôi nhà ba tầng trên thành phố Hương làm kế toán Còn Hạnh làm cố vấn cho công ty Hạnh là tiến sĩ công nghệ chế biến thủy hải sản hiện đại nên đã giúp ông Ngà đạt được nhiều thành tựu cao so với các doanh nghiệp khác. Hương lấy được chồng giỏi, lại được hậu thuẫn của bố, nên sinh một lúc hai cô con gái sinh như công chúa nhà cửa xe cộ con cái đủ cả cương ngỡ cuộc đời hạnh từ bây giờ đã được đền đáp xứng đáng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cuộc sống đang êm đềm trôi qua thì hạnh bị một tai nạn khi đang trên đường đi làm về anh bị gãy tay phải và dập cả hai xương chân khả năng không đi lại được cuộc đời hạnh như rớt xuống vực thẳm từ khi tỉnh lại anh không nói lời nào xuân phải động viên mãi Hãy mới có thể lấy lại một chút tinh thần để sống tiếp xuân tin ông trời không thể bất công với em trai cô như vậy dù còn một tia hy vọng cuối cùng cô cũng giúp em chiến đấu để giành lại cuộc đời mình xuân đến tận nhà ngỏ lời bàn bạc với hương hương vốn nể xuân nên nói chuyện với cô một cách đàng hoàng chứ không dám ăn nói sắt sược như hoa hương mở cánh cửa mặt lạnh nhạt đi vào trước chị lại đến đây để dạy đời tôi chứ gì hương ngồi xuống bàn không thèm rót nước mời chị chồng như mọi lần có lẽ cô ta còn tức tối vụ hoa trời và đánh cô ta ở bệnh viện nghĩ là xuân cũng đến đây để thêm dầu vào lửa mắng vốn cô ta mà thôi xuân thấy thái độ có vẻ lạnh nhạt của em chồng thì từ tốn giải thích hương à chị thay mặt chị hoa đến đây xin lỗi em em cũng biết đấy chị hoa nóng tính ít khi suy nghĩ trước khi hành động nên thường hành xử một cách lỗ mãng như vậy mong em hiểu cho chị hoa cũng vì sót em mình mà thôi chứ tôi không bằng xương bằng thịt hay sao hay chỉ có ruột thịt nhà các người mới bằng xương bằng thịt các người mới sót chị hiểu nên chị mới đến đây trước là có lời xin lỗi em sau chị cũng mong em nghĩ lại tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay của hai đứa với nữa cũng nghĩ đến hai đứa con gái mà nghĩ lại chị biết em công việc nhiều vừa chăm sóc con cái lại phải trông chồng bệnh tật thế kia thì khó tránh khỏi có lúc sinh ra mệt mỏi cáu bản chính vì vậy nên hôm nay chị mới đến đây để bàn với em chuyện này Chuyện gì thì chị nói đi Hương hầm hực Ừ ờ, chị nói ngay đây Chị cũng bàn bạc với chị Hoa rồi Mấy ngày nay chị cũng vô tâm quá Nên để em vất vả nhiều Giờ chị bàn thế này em coi có được không nhé Ngày nào em rảnh rỗi Sắp xếp được công việc thì đến trông non thẳng hạnh Còn lại các ngày trong tuần Chị và chị Hoa sẽ phụ em trông coi Lúc nào rảnh thì em ghé qua cũng được Chị tính như thế Có được không em Hương nghe Xuân bàn bạc như thế thì gương mặt có chút dịu đi Chị tính thế thì cũng được Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé Xuân nhìn thấy thái độ của Hương Có vẻ cũng đồng ý rồi Cô không muốn nói nhiều nữa Thôi vậy chị về đây Bắt đầu từ tuần sau Chúng ta sẽ phân công như vậy Còn tối nay chị sẽ đến rồi ngủ lại trong thằng Hạnh cho Em cứ ở nhà nghỉ ngơi mà trông hai đứa nhỏ nhé Biết rồi Vậy chị về nhé Nhớ giữ gìn sức khỏe Đừng nghĩ ngợi gì nữa nha Hương Vâng Hương dịu giọng rồi đứng lên ra mở cửa tiễn Xuân ra về Được chị chồng mở lời Hương lấy cớ đến thăm chồng bữa được bữa cái Gọi là đến cho có mặt Chứ cô ta cũng không thèm nấu cơm mang đến cho chồng nữa Xuân biết Phần em trai mình tàn tật Khó mà đòi hỏi nhiều được ở Hương Nên đành phải tự mình trông em trai Vừa ở bệnh viện Vừa chạy về trong non sườn thiêu Đường từ bệnh viện thành phố về nhà Mất cả ba bốn chục cây số Có hôm về nhà mệt xã rời vào đến nhà tắm thì ngã xuống thiếp đi. May mà Hoa đến được cơm cho em mới phát hiện ra. Xuân hỏi thăm rồi thuê một cô ở cùng làng có họ hàng xa lên chăm sóc Hạnh. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Hạnh cũng dần bình phục và được xuất viện về nhà. Hương miễn cưỡng đưa xe ô tô đến đón chồng về cùng hai cô con gái. Hạnh đã có thể ngồi dậy nếu có người giúp, có thể tự ăn uống và đi lại bằng xe lăn. Nhà lại có người giúp việc nữa nên Hương cũng không phải mó tay vào việc chăm sóc Hạnh. Đêm đầu tiên Hạnh về nhà sau 4 tháng nằm bệnh viện, hai vợ chồng mới được gần gũi nhau, Hương ham hở cởi quần áo chồng, nhưng Hạnh thì như thể một khúc gỗ, anh không thể hoạt động tay chân được, Hương phải giúp chồng rồi tự mình trèo lên trên cơ thể anh, xong rồi nằm thườn ra một cách thất vọng. Đúng là vô dụng, có chồng cũng như không. Anh như thế này thì tôi còn làm ăn được gì nữa? Hương mắng chồng một trận, rồi đứng dậy mặc chiếc váy ngủ vào mặc kệ chồng tồng ngồng nằm trên giường không thể tự mặc đồ vào người được nước mắt hạnh cứ thế ứa ra chưa bao giờ anh thấy tủi nhục như bây giờ một chút lòng tự trọng cuối cùng của gã đàn ông như anh đã bị chính người vợ đầu ấp tay gối của mình tước bỏ một cách phũ phàng Từ cái đêm không được thỏa mãn với chồng Hương đâm ra lạnh nhạt hẳn Đi sớm về muộn Hạnh cũng không dám nói nhiều Vì anh biết Mình bây giờ đã trở nên vô dụng Ngay cả chuyện chăn gối với vợ Nên không dám nói động đến cô Anh cố gắng nhớ đến lời dặn của Xuân Nhìn vào hai đứa con gái mà sống Hương đi về Nhìn thấy chồng lại càng ức chế Có đêm trở về trong say khướt Cô lại điên cuồng cào xé cơ thể chồng Hạnh không thể làm được gì ngoài nằm im chịu trận để mặc cô hành hạ thân xác mình. Hương lại thất vọng y chề rồi la hét chửi rủa chồng khiến hai đứa con gái của cô đang ngủ cũng giật mình sợ hãi mà khóc thét lên. May mà có cô nhàn giúp việc dỗ dành chúng. Hương say xỉn nằm ngủ vật trên ghế sofa chẳng thèm để ý đến con gái và cả chồng mình nữa. Sáng hôm sau, Cô ta dậy thấy mình nằm trên ghế sofa Mới nhớ lại chuyện tối qua Cơn tức tối lại ùn ùn kéo về Cô ta xông vào phòng hành Thấy anh đang ngồi ăn sáng Quá tức giận Cô ta liền hất bát phở trên bàn xuống vỡ toang Còn ngồi ăn được sao Hạnh ngây ngốc nhìn vợ Nhíu mày Nhưng cố kìm nén cơn tức Em muốn gì Từ nay anh dọn ra phòng khác ngủ Loại chồng vô dụng như anh Còn ngủ ở đây làm cái gì hạnh cố nuốt cơn tủi nhục được nếu em muốn như vậy anh chỉ xin em một điều rằng từ nay nếu có điều gì không vừa ý với anh thì hãy nói nhẹ nhàng thôi đừng để con nghe thấy không hay chút nào hừm lại còn ra vẻ nữa hương ngoan ngoắt đi ra khỏi phòng gọi cô nhàn vào dọn đồ của hạnh mang lên tầng 3 cô nhàn thấy thế ngạc nhiên hỏi sao cơ ạ à? hai cô chú ngủ riêng ư Cô đừng có tọc mạch vào chuyện nhà người khác nữa Nói dọn thì dọn đi Hương nổi cáo Vâng Cô nhàn lắm lét nhìn Hương Nhưng còn những nhị cái gì nữa Chú Hạnh Chú ấy không đi lại được Lên tầng 3 e rằng hơi bất tiện Tôi nghĩ là nên dọn chú ấy xuống tầng 1 Hương nghe cô nhà nói thế Thì nhớn mày rồi nói Thôi cô muốn dọn đi đâu thì dọn Miễn là ra khỏi phòng tôi là được Vâng tôi biết rồi cô nhàn nhìn trộm thái độ của hương rồi vội vàng chạy vào phòng hạnh chú hạnh sao thế ạ à? cô nhàn vô cùng ngạc nhiên khi thấy bát phở cô vừa bê vào cho hạnh từ sáng đã bị rơi vỡ dưới sàn nhà hạnh thì ngồi im hai mắt vô hồn cô nhàn thấy hạnh không nói gì thì vội vàng lau dọn để tôi đi lấy cho chú bát khác hạnh vẫn không nói gì cô nhàn thấy vậy chạy xuống bếp múc một bát phở khác đem vào phòng cô mang ra ngoài đi hạnh chợt nói không ấy tôi mang ra bàn ăn rồi tí nữa chú ăn nhé hạnh gật đầu cô hương nói tôi dọn đồ của cậu sang phòng khác cô cứ làm theo lời cô ấy đi vâng cô nhàn liếc nhìn hạnh về ái ngại rồi lặng lẽ dọn hết đồ của anh xuống tầng trệt trong nhà chỉ còn cô và hạnh hương đã ra ngoài sau khi ngủ dậy rồi hai đứa con gái cũng được cô nhàn đưa đi nhà trẻ dọn xong xuôi phòng ốc sạch sẽ cô nhàn mới phụ giúp dìu hạnh xuống phòng của mình thấy hạnh không nói gì cô nhàn buột miệng hỏi chú chú không sao chứ không sao cô đi ra ngoài đi vâng cô nhàn gật đầu rồi cúi chào hạnh lui ra ngoài cô cũng biết tình trạng hai vợ chồng hạnh và hương cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng không nghĩ đến mức hương lại đuổi chồng mình ra khỏi phòng dù sao thì như thế này cũng quá đáng quá. Từ ngày dọn ra ở riêng, Hạnh có vẻ thoải mái hơn một chút, không phải chịu sự dằn vặt của vợ nữa. Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Như thế này hóa ra cũng hay. Nếu đã chán nhau rồi thì tránh xa một chút cũng đỡ khó xử cho cả hai. Không tìm thấy niềm vui bên chồng, Hương bắt đầu sao nhãng về gia đình. Ngày cả việc coi sóc hai đứa con gái, cô cũng giao hẳn cho người giúp việc. Sau giờ làm việc, cô lại đi spa làm đẹp rồi lên các app hẹn hò tìm kiếm những cuộc tình chóng vánh. Hương nghe mấy cô bạn nói không tội gì phải phí phạm tuổi thanh xuân của mình hết. Nhất là khi cái tuổi đang hừng hực thế này lại phải nằm bên một người chồng bất lực thì còn chán gì hơn. Cô ta nghĩ cũng phải. Cô ta trẻ đẹp, có tiền, tội gì không hưởng thụ. Thế là Hương bỏ qua luân thường đạo lý vào những anh chàng trẻ, khỏe, đẹp trai, cần tiền, không cần tình không ràng buộc để thỏa mãn cái ham muốn cá nhân của mình. Càng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng đó, cô lại càng thấy chán hạnh. Sau mỗi cuộc chơi bên những chàng trai tráng khỏe mạnh thì cô nhìn thấy chồng như cái gai trong mắt mình. Tình cảm đã không còn lại càng sinh chán ghét. Đến tiếng nói hơi thở của anh Hương còn thấy khó chịu nữa. Cứ đến bữa cơm là cô lại tránh mặt chồng. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn ở nhà nữa. Một ngày đẹp trời hương quyết định kết thúc mọi chuyện cô đi làm về sớm nhớ lời hạnh nói chờ con gái đi ngủ hết hương mới lên phòng hạnh đặt lên giường một tờ giấy cái gì thế này hạnh ngạc nhiên hỏi anh ký đi đơn ly hôn ly hôn ư hạnh ngạc nhiên đúng vậy tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi tôi chỉ có thể chăm sóc anh đến mức này thôi bây giờ anh đã ra viện coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa chúng ta nên giải thoát cho nhau tôi nghĩ anh cũng là người biết điều nên chắc không nỡ để tôi sống khô héo đến suốt cuộc đời còn lại chứ hạnh nghe vợ nói mà thấy tim mình nhói lên từng đợt thực ra anh cũng không bất ngờ với quyết định này của hương anh biết trước sau gì cô cũng sẽ bỏ anh mà thôi một người đàn ông vô dụng như anh không thể thỏa mãn được vợ thì có lý do gì để níu kéo chứ anh không phải một người không hiểu lý lẽ nhưng anh vẫn hy vọng vào một cái gì đó gọi là tình nghĩa tử hương nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó bây giờ đã vỡ tan rồi anh không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận được anh đồng ý ly hôn với em nhưng còn hai đứa nhỏ anh bệnh tật thế này làm sao nuôi được chúng hai đứa nhỏ tôi sẽ nuôi cái nhà này bán đi và chia đôi vì anh bệnh tật nên tôi sẽ không yêu cầu anh chu cấp cho con tôi đã nhờ luật sư soạn thảo hết tất cả rồi không cần phải lo chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn này là xong." Hạnh cố dồn nén cơn tủi nhục xuống, hóa ra Hương vợ anh đã có ý định này từ lâu rồi, hóa ra cô ta không hề yêu anh, thứ mà cô ta yêu chỉ là vẻ bề ngoài và tài danh của anh mà thôi. Thấy Hạnh có vẻ trần chừ không chịu ký, Hương sợ anh đổi ý nên sốt ruột hỏi, "Anh còn mong muốn gì cứ nói, bố mẹ biết chưa?" "Chưa, tôi sẽ nói sau." việc này là việc riêng của chúng ta cứ làm đi rồi nói sau cũng được hương nói một cách dứt khoát còn gì nữa không hương hỏi chồng hạnh đọc lại đơn ly hôn một lần nữa rồi nói nếu em nuôi cả hai đứa thì anh để lại căn nhà này cho mẹ con em dù sao thì nó cũng là món quà mà bố mẹ em trao tặng cho em anh cũng không muốn con gái phải dọn đi khỏi ngôi nhà mà chúng nó đã từng gắn bó đây chính là do anh nói đấy nhé không phải tôi đòi hỏi Nên đừng có nói với các chị anh Là tôi không chia tài sản cho anh Dù sao thì đồ đạc trong căn nhà này Cũng là một tay anh sắm sửa Anh muốn lấy gì cứ lấy Tôi sẽ không cản Anh không muốn lấy gì cả Bây giờ em ra ngoài đi Anh mệt muốn nghỉ ngơi một chút Thì anh cứ ký đơn đi tôi sẽ ra ngoài Hương cứ nhìn vào tờ đơn ly hôn Còn chống chữ ký của Hạnh Lo lắng rục Hạnh nhắm mắt lại Ký vào đơn rồi đưa cho Hương được rồi tôi ra ngoài không làm phiền anh nữa Hương có vẻ vui mừng Giật tờ giấy trong tay Hạnh Rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại Hạnh nằm dài xuống giường Thế là chấm hết Cuộc đời anh bây giờ chẳng còn thứ gì cả Anh thấy mình như vừa bị bỏ rơi Trên đại dương bao la Từng đợt sóng cứ dập dành Nhấn chìm anh xuống đáy Hạnh từ từ nhắm mắt lại Hai tay xuôi theo thân Anh muốn buông xuôi cuộc đời này hương chủ động gọi điện cho xuân báo tin là hai người đã ký vào đơn ly hôn xuân vô cùng sốc vội hết lời khuyên ngăn nhưng hương nhất quyết không đổi ý xuân không còn cách nào khác đành đến gặp bố mẹ hương để xin nhờ ông bà khuyên giải con gái chúng nó ly hôn ư sao không thấy nói gì với chúng tôi vậy ông ngà ngạc nhiên thốt lên thưa bác cháu cũng không được biết ạ à? mãi sáng nay hương gọi điện nói chuyện với cháu thì cháu mới được hay không biết vợ chồng chúng nó quyết định việc này từ khi nào cháu rất lo cả trưa nay cháu cũng không làm được việc gì chỉ mong đến tối để đến thưa chuyện với hai bác mong hai bác khuyên giải em nó để hai em hòa hợp các cháu có bố có mẹ đầy đủ xuân nhẹ nhàng bày tỏ được rồi chị cứ yên tâm để tối nay tôi gọi nó đến nhà hỏi cho rõ chuyện lớn như thế này mà không bàn bạc với gia đình gì cả đúng là mấy cái đứa này không coi ông bà già này ra gì mà ông gà vẫn còn tức giận khi con gái qua mặt mình ly hôn với chồng bác ạ à, cháu cũng hiểu nỗi vất vả của em hương có lẽ vì một phút nóng vội nên em nó mới nghĩ đến bước đường này bác cũng đừng mắng em nó mà nhẹ nhàng khuyên giải để hai đứa có thể hòa hợp lại với nhau hạnh mất bố mẹ từ nhỏ nhà lại nghèo nên luôn luôn cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn không ngờ tai bay vạ gió lại trở nên như thế này thân làm chị không giúp được gì cho em cháu xót xa lắm cháu cũng cảm thông với em hương cháu chỉ mong hai em yêu thương nhau bảo ban nhau rồi cùng cố gắng chữa trị cháu tin là ông trời sẽ không phụ lòng người bác ạ bà ngọc thấy xuân nói nhiều như vậy cũng xen vào đuôi câu chúng tôi sẽ khuyên giải em nó chị cũng không cần lo lắng quá đâu vâng nếu vậy cháu biết ơn hai bác nhiều ạ xuân chỉ còn biết trông chờ vào lời khuyên của ông bà ngọc ngà với hương mà thôi tuy hy vọng mong manh lắm nhưng cô luôn tâm niệm còn nước còn tát cứ điều gì nghĩ là tốt cho em trai thì cho dù có muối mặt đến đâu cô cũng dám làm xuân về rồi ông ngà mới bực bội nói với vợ bà gọi con hương về đây cho tôi quá lắm rồi ông định làm gì nó còn làm gì nữa kêu nó về ngay cho tôi chuyện ly hôn là chuyện cả cuộc đời người chứ có phải chuyện đùa đâu mà nó nói ra là được không thèm bàn bạc với ai ông bình tĩnh đã nào đến nước này mà bà còn kêu tôi bình tĩnh được sao đúng là cái thứ con cái hư đốn ông khoan vội trách con gái mình tôi thấy nó quyết định như vậy cũng có lý đấy bà còn bênh nó không phải là bênh cái gì đúng thì nói thôi ông cứ đặt mình vào hoàn cảnh của con gái mà hiểu cho nó thằng hạnh nó đã như thế rồi có làm ăn được gì nữa đâu con gái mình thì còn trẻ còn cả tương lai phía trước chẳng lẽ ông lại bắt nó phải chôn vùi tuổi thanh xuân với một đứa tận nguyền như vậy sao? Ông Ngà nghe vợ nói thì cũng có vẻ trùng xuống. Nhưng nó vừa bị tai nạn mà vợ chồng nó bỏ nhau. Chẳng phải người ta nhìn vào sẽ kêu tôi là loại vắt tranh bỏ vỏ hay sao? Dù gì trước đây, thằng Hạnh cũng là do tôi gọi về. Nó cũng có công với gia đình chúng ta lắm đấy. Người ta nói sao mặc xác người ta? Ông có dựa vào lời thiên hạ mà sống được không? Cái quan trọng là con gái mình đang chịu thiệt thòi kia kìa thì cũng phải thư thư một thời gian nữa chứ chẳng phải cái hương nhà mình cũng chờ đợi nó ra viện rồi mới ly hôn đó sao tôi thấy như thế là cũng hợp lý rồi nó không bỏ thằng hạnh khi thằng hạnh bị tai nạn mà phải chờ xuất viện rồi mới ly hôn như vậy cũng hết tình hết nghĩa rồi còn gì ông ngà nghe vợ phân tích thế thì cũng thấy hợp lý nên không nói gì nữa Hai chị em Hoa và Xuân đến thăm Hạnh Thấy em trai mình nằm chồng chơi Ở một phòng trống thì xót xa lắm Hoa không kìm được cơn nóng giận Bèn đi tìm cô Nhàn để hỏi cho rõ ngọn ngành Chị Nhàn Tôi hỏi tại sao thằng Hạnh phải dọn xuống Cái phòng nhỏ hẹp này Cô Nhàn nhìn Hoa lắc đầu vẻ cảm thông Đây là ý của cô Hương Chú Hạnh cũng đồng ý rồi Cái gì? Cái con danh đó dám đuổi chồng nó ra khỏi phòng sao? Chuyện này lâu chưa? Cũng được hai tuần rồi cô ạ à. Tôi thật không hiểu nổi tại sao cô Hương lại đối xử với chú Hạnh như vậy. Dù sao thì vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Với lại tôi thấy chú Hạnh cũng hiền mà. Mỗi tội bây giờ bệnh tật thế kia. Hoa nghe xong thì đùng đùng nổi giận. Cái con bạc tình bạc nghĩa này tôi phải cho nó một trận mới được. Nói rồi cô xông vào phòng Hạnh. Sao chuyện này mà em không nói với mấy chị hả? Em để nó leo lên đầu lên cổ lên cả bàn thờ nhà mình rồi đấy. Xuân thấy Hoa hùng hổ nổi giận thì vội túm lấy tay chị khuyên cát Chị bình tĩnh lại đi Bình tĩnh cái nỗi gì Nó tống cổ em trai mình xuống cái phòng nhỏ hẻm này Để nó nằm co do một mình Trong khi thằng bé đang bệnh tật thế kia mà được hả Hoa nổi giận lên cả với em gái Hạnh không nói gì Quay mặt đi nhìn ra cửa sổ Xuân thấy vậy liền giật tay chị ra hiệu Chị Thằng Hạnh nó Hoa thấy em trai có vẻ buồn Nên cũng không nói nữa thực ra thì hoa vẫn chưa biết vợ chồng hạnh đã ly hôn xuân chưa nói cho chị gái biết vì đang còn hy vọng là ông bà ngọc ngà sẽ khuyên can được hương rút lại quyết định kia nhưng đã ba bốn hôm rồi không thấy ông bà tin tức gì nên cô muốn đến đây để dò ra xem thế nào cô biết tính hoa nóng nên không dám nói thật cho chị gái biết không có hương ở nhà nên xuân cũng không biết hỏi ai giờ có cả hoa ở đây xuân cũng không tiện hỏi hạnh chiều rồi mà hương vẫn chưa về xuân tính sẽ cố nán lại một lúc nữa chờ hương về để hỏi cho rõ hai cô ở lại đây chơi tôi đi đón cháu vân anh và tuệ anh nhé cô nhàn ngó vào phòng nói không phải mẹ nó đón hay sao xuân hơi ngạc nhiên vì trước giờ hai đứa con gái là do hương đón bây giờ lại giao phó cho người giúp việc cô hương dạo này bận lắm hay về muộn nên tôi toàn phải đi đón hai đứa thôi gần đến giờ rồi tôi đi đây kèo chúng nó chờ tội nghiệp vâng chị cứ đi đi xuân nói cái con này nó càng ngày càng quá lắm rồi việc nhà việc cửa việc chăm sóc chồng ngay cả việc con nó cũng giao hết cho người giúp việc không biết nó làm cái thứ gì nữa xuân thấy hoa cứ liên tục mắng chửi em dâu trước mặt hạnh sợ cậu buồn nên khuyên can chị thôi mà chị hoa cũng chỉ vì tức quá không kiềm chế được lời nói nên mới bộc phát ra thôi chưa cô cũng không muốn làm em trai buồn có xuân bên cạnh nên cô mới bớt bớt được cái mồ mình lại được một lúc thì hương cũng về hôm nay cô ta về sớm là có ý đồ của mình thấy cả xuân và hoa đang có mặt tại đây cô ta có vẻ vui mừng hai người đến rồi à tôi đang định tìm gặp chị hương nói rồi nhìn xuân xuân có chút hoang mang cô vừa hy vọng lại vừa có gì đó lo sợ khi nhìn thấy thái độ của hương nói như vậy được rồi em ra đây chị nói chuyện với em một chút xuân vội kéo hương ra ngoài không để cô nói chuyện ly dị trước mặt hoa và cũng là có ý muốn dò xét xem chuyện cô nhờ bố mẹ hương đã nói lại với cô ta chưa chắc anh hạnh đã nói với chị rồi chứ chuyện gì hạnh nói chưa nói với chị hay nhỉ hôm qua tôi đã nói với anh ta là kêu hai người đến đây dọn đồ dùng là sao cơ thì chúng tôi đã ký đơn ly dị rồi anh ta đã đồng ý dọn ra khỏi nhà tôi cái gì? Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải tôi đã nói chuyện này với chị trước rồi hay sao? Chị biết, nhưng ông bà bên ấy chưa nói gì với em sao? Xuân dò hỏi. À, chuyện đó sao? Tôi cũng đang định nói với chị đây mà quên mất. Chuyện ly hôn của tôi với anh Hạnh là chuyện riêng của hai vợ chồng. Không ai có quyền can thiệp vào. Từ nay, chị cũng đừng đến mà mách lẻo với bố mẹ tôi về chuyện riêng đó. Tôi không thích. Dù bố mẹ tôi có không đồng ý, thì tôi cũng nhất quyết làm theo ý mình đây là hạnh phúc riêng của tôi tôi đã quyết định rồi chị cũng không cần nói thêm gì nữa hôm nay tôi về sớm là để xem các người đã đến để dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi chưa em không thể cạn tình cạn nghĩa như thế được chứ thằng hạnh nó mới khỏe lại thôi mà em từ từ có được không xuân nói mà nước mắt ứa ra về thương em trai hết cú sốc này đến cú sốc khác cuộc đời tàn nhẫn cướp đi đôi chân và một cánh tay bây giờ lại cướp đi cả hạnh phúc của nó nữa. Người vợ này đành tâm tống cổ nó ra khỏi nhà ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi miệng tử thần. Làm sao nó chịu được được đây? Hương thấy Xuân đứng thử ra thì giải thích. Căn nhà này đáng lẽ tôi định chia đôi cho anh ta nhưng chính miệng anh ta nói không cần vì anh ta nói là không muốn hai đứa con phải rời xa nơi này. Nhân đây tôi cũng nói luôn hai đứa con là do tôi nuôi và cũng không cần trợ cấp từ bố nó tôi biết bây giờ anh ấy bệnh tật như thế này thì chi phí thuốc men cũng tốn kém lắm hương tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của chồng xuân coi như là hết hy vọng bởi vì hương đã tính kỹ đến mức này thì có nghĩa là cô ta đã có ý định này từ lâu lắm rồi bây giờ đến cả bố mẹ cô ta cũng không ngăn cản được thì cô còn trông chờ vào ai nữa khuyên giải thì đã khuyên giải rồi cầu xin thì cũng đã cầu xin rồi người ta rất tình rất nghĩa như vậy cô cũng không còn cách nào khác đành nuốt nước mắt vào trong quay trở về cưu mang đứa em trai mình như thuở ngày xưa nó còn chập chững vào đời nếu hai đứa đã quyết định như vậy rồi chị cũng không còn cách nào khác mong em chăm sóc tốt cho các cháu chị yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó ừ hương vừa dứt lời thì bất ngờ hoa xông vào tát cho hương một cái bạt tai thật mạnh còn mất dạy này mày tham vàng bỏ ngãi phải không chồng mày vừa mới bệnh tật xong, mày đã bỏ nó theo thằng khác rồi. Cái loại mất dạy, mày tưởng nhà mày có tiền, có quyền thì mày muốn làm gì cũng được hả? Xuân thấy chị mình mất bình tĩnh rồi, liền xen vào, cố ôm chị kéo Hoa tránh xa Hương ra. "Chị, chị bình tĩnh lại đi, sao lại đánh nhau trong nhà em mình thế này? Lỡ thằng Hạnh nó biết, rồi hai đứa cháu nó nhìn thấy thì sao đây?" "Em không thấy nó nói cái gì à? Nó cướp nhà, nó cướp của, cướp cả hai đứa con của thằng Hạnh rồi đấy. Sử bố cái thứ mất dạy." cái thứ bạc tình Cái thứ vợ khốn nạn như thế Thì mình còn cần cái gì nữa mà phải nói chuyện tử tế với nó hả Tao nói cho cả nhà mày biết Loại dâu bạc bẽo như mày Nhà tao đếch cần Chị tưởng tôi thiết làm dâu nhà chị lắm hả Đấy của quý nhà chị đấy Chị mang về mà nuôi Tôi trả lại cho chị rồi đấy Hương dù bị tát cho một cái nhưng vẫn trân cháo nói À Cái thứ cạn tàu giáo máng này Đã thế tao cũng đếch cần thứ em dâu như mày Em tao tao nuôi còn mày sống như vậy thì cả nhà mày sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Hoa lồng lộn, chửi bới um sùm, không chịu nghe lời khuyên can của em gái. Tôi cạn tàu giáo máng thì có làm sao hả? Đây là nhà của tôi, tôi không muốn tiếp các người nữa. Giờ các người mau cuốn xéo ra khỏi nhà tôi dùng cái. Xuân sững người trước câu nói của Hương. Mày dám đuổi chúng tao? Hoa trợn mắt lên nhìn Hương. Sao? Chị lại muốn đánh tôi hả? Tôi nói cho chị biết, Nhà này là nhà của bố mẹ tôi cho tôi Chứ không phải nhà của em trai chị Tôi có quyền cho ai ở thì ở Có quyền đuổi ai đi thì đi Nếu các người còn cố tình ở trong nhà tôi làm loạn Tôi sẽ báo công an đấy Tao thách mày báo đấy Hoa vùng tay vùng chân Đủ rồi chị Xuân rớt nước mắt kéo tay Hoa ra ngoài Đừng làm thằng Hạnh phải đau khổ thêm nữa Chúng ta đi thôi Hoa nghe đến em trai Thì cũng không cầm được nước mắt khóc hu hu Trời ơi Sao cái số thằng Hạnh nhà mình nó khổ vậy trời? Bao nhiêu năm phấn đấu, cố gắng mãi mới được như ngày hôm nay, sao ông trời lại nỡ đối xử với nó như vậy hả? Xuân thấy chị mình khóc um lên thì vội khuyên, "Thôi đi chị, bây giờ thằng Hạnh nó chỉ còn mình là gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho nó thôi. Chị mà cũng như vậy thì làm sao mà nó chịu nổi?" Nhưng mà chị tức, chị thương thằng Hạnh, chị không chịu nổi. Hoa ấm ức như một đứa trẻ con không chịu được cũng phải cố mà chịu ruột thịt nhà mình thì mình phải thương thôi dù gì hương cũng là người ngoài gặp nạn thì nó bỏ chạy thói đời là vậy cũng chẳng thể trách được nó có trách là trách em trai mình bạc phận nhưng em tin là ông trời sẽ không lấy đi hết tất cả của ai cả cùng lắm là chị em mình lại quay trở lại như xưa xuân cố an ủi chị gái mình để lấy lại tinh thần cho cô cũng như để hạnh có một chỗ dựa vững chắc ừ Em nói vậy thì cứ như vậy đi Hoa vừa nói Vừa lấy tay lau nước mắt Giờ chị cố bình tĩnh lại Đừng khóc nữa Rồi vào dọn đồ đạc đưa thằng Hạnh về nhà mình Để em gọi cho thằng Tài taxi lên chờ Ừ Hoa nghe em gái phân tích Cũng có tỉnh có lý Nên cố nín khóc để vào với em trai Hạnh ở trong phòng Tuy không nghe cuộc nói chuyện giữa ba người Nhưng anh cũng đoán biết được tình hình Họ đang bàn bạc về việc đưa anh rời khỏi nơi này hạnh đã chuẩn bị tâm lý từ hai tuần nay rồi từ cái ngày mà anh ký vào cái đơn ly hôn do hương đưa cho xuân ngồi bên cạnh em trai nắm lấy bàn tay đã dần teo đi vì không vận động của cậu nói bọn chị đã nói chuyện xong với hương rồi giờ chúng ta đi về nhà mình thôi em nhé em cũng đừng nghĩ ngợi làm gì chúng ta trở về với gia đình mình em đã làm khổ các chị rồi hạnh vừa nói vừa rớt nước mắt không khổ không khổ gì cả em là em của các chị mà con người ta vấp ngã ở đường đời khi bị thương thì nơi cần về nương náu chính là gia đình mình các chị chính là gia đình của em xuân ôm em trai mình những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống cô thương em mình quá xuân chưa có con chưa lập gia đình nên tất cả những tình thương của cô gom hết cho em trai giờ nó gặp chuyện thế này làm sao mà không xót xa cho được người có sát đá thế nào cũng không thể kìm nén. Nhất là khi nhìn Hạnh đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm yên lòng các chị. Hoa nãy giờ đã nín khóc rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi mà bật khóc tu tu. Cô lại gần hai đứa em, giang tay ôm nó mà khóc. Có lẽ một trận khóc lúc này sẽ phần nào xoa dịu đi những nỗi ấm ức và tội nhục đã chất chứa từ lâu. Giống như sau trận bão lớn, cây cối vì bị vùi dập tươi tả nhưng sẽ nhanh tốt trở lại. Vân Anh và Tuệ Anh được cô nhà đưa về đến nhà thì chạy ngay vào phòng bố. Chúng thường có thói quen như vậy. Con bé chị học lớp lá, còn con bé em học lớp mầm. Mẹ chúng đi cả ngày từ sáng sớm khi chúng vừa thức giấc thì đã không thấy mẹ đâu. Lúc mẹ về nhà thì chúng đã đi ngủ rồi. Thành ra chỉ còn bố là thường xuyên ở bên cạnh chúng mà thôi. Thấy hai bác soạn đồ bỏ vào vali cho bố, con bé lớn liền hỏi. Bố đi đâu hả bố? Hạnh nhìn hai đứa con thơ dại không nói nên lời. Hai đứa lại đây bố bảo. Anh ngồi trên xe lăn, vẫy tay gọi hai đứa con gái của mình. Vân Anh và Tuệ Anh thấy bố gọi như vậy thì cũng lại gần. Hạnh giang tay ôm lấy hai đứa vào lòng cô nén dòng nước mắt đang trực chảy dài. Bố phải về nhà ông bà nội nghỉ ngơi một thời gian, hai đứa ở lại với mẹ, nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô nhà nghe chưa? Tuệ Anh chưa biết nói nhiều, chỉ ngơ ngác nhìn bố. Nhưng con bé Vân Anh thì đã biết hơn một chút, nó ngơ ngác hỏi. Bố ở nhà đi, bố ở nhà với con, ở nhà cũng nghỉ ngơi được mà bố. Hạnh vuốt tóc đứa con gái lớn dỗ dành. Bố bị bệnh, nên phải nhờ bác của con giúp. vì vậy bố phải về nhà ông bà nội, rồi bố sẽ thang thăm các con mà. con sẽ giúp bố mà. bố nói đi bố, muốn gì con sẽ giúp bố. con gái ngoan, con nghe lời bố. không, con không muốn bố đi đâu. con bé nặng nặng lắc đầu. xuân thấy vậy cũng sụt sùi, nói gì thì nói. nhà cô và nhà vợ chồng hạnh cũng cách nhau mười mấy cây số tuy rằng hương nói là không cấm cản hạnh thăm nuôi con nhưng hạnh như thế này đi được cũng khó mà phải có người phụ giúp cô hiểu hạnh trở về nhà rồi thì cơ hội gần gũi hai đứa nhỏ cũng vơi đi rồi thời gian khiến khoảng cách lớn dần giữa chúng và bố chúng cô không biết rồi đây chuyện gì sẽ đến với hạnh nữa vân anh tuệ anh các cháu lại đây xuân nửa quỳ nửa ngồi giang tay ôm cả hai đứa cháu gái vào lòng nghẹn ngào nói Bố Hạnh về nhà ông bà nội để chữa bệnh Hai đứa ở nhà ngoan Nghe lời mẹ và cô nhàn Bác sẽ đưa bố Hạnh về thăm hai đứa thường xuyên Con bé Vân Anh nghe bác nói thế Thì khóc hu hu Vừa lúc này thì Hương trở về Thấy trong phòng Hạnh có tiếng nói chuyện y ầm Cô ngó vào Thì thấy hai đứa con gái của mình đang khóc Trong vòng tay của Xuân Hương có vẻ khó chịu Xông thẳng vào phòng chồng Vẫn chưa dọn xong đồ sao Con bé Tuệ Anh thấy mẹ về Thì chạy lại ôm lấy chân Hương Mẹ ơi, bố đi. Còn con chị thì nhìn mẹ miếu máu. Hương không nói gì nhìn chồng. Xuân thấy vậy liền đi lại chỗ con bé Vân Anh ôm vai nó. Vân Anh à, nghe bác, bố cháu đi chữa bệnh một thời gian thôi, rồi bố cháu sẽ về thăm cháu mà. Không, bố của con mà. Con bé Vân Anh đi lại chỗ hành ôm chầm lấy anh, nhất định không cho đi. Anh tính sao thì tính, Hương lạnh nhạt nói rồi bế con bé nhỏ ra ngoài nhưng con bé nhất định không chịu theo mẹ mà vùng vàng tụt xuống không đi, không đi đâu Hương tức quá tét vào mông nó mấy cái hư này, hư này không nghe lời mẹ hả cô nhàn thấy Hương đánh con liền đưa tay ôm lấy con bé cô để tôi dỗ con bé cho Hương buông tay để cô nhàn bế con bé rồi hậm hực nói thêm vài câu đúng là dọn nhà ai, quay nhà nấy mày nói cái gì đấy con kia hoa sấn sổ xông tới chỗ hương thì đã bị xuân kéo tay lại chị thôi đi em buông tay chị ra đến nước này còn tử tế cái gì nữa nó đối xử với em mình chóng mình không ra cái thể thống gì em không thấy hay sao mà còn nể mặt nó hoa giận dữ quài tay xuân ra khỏi tay mình rồi tiếp tục xông tới chỗ hương túm lấy cổ áo cô ta chị hoa xuân đột nhiên quát lớn ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía hoa và hương hương nhìn xuân có vẻ hơi run còn hoa thì đột nhiên cũng buông tay xuống không dám làm gì nữa ít khi nào lại thấy xuân giận dữ như lúc này nhưng mỗi khi cô giận thì mọi người đều phải giãn ra hoa thì nóng tính nhưng thấy em nổi giận là cô cũng không dám ho he gì xuân tiến tới chỗ hương rồi nói giờ em đi ra ngoài đi chúng tôi sẽ dọn xong ngay đây sẽ không làm phiền em nữa hương còn không dám nhìn xuân mà lườm hoa một cái rồi phải tay bỏ đi Xuân bước tới chỗ cô nhàn nhẹ nhàng nói Nhờ chị chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ Có gì chị cứ liên lạc với tôi Đây là số điện thoại của tôi Xuân vừa nói Vừa lấy giấy bút trong túi mình Ghi số điện thoại cho cô nhàn Cô cũng thấy rồi Vợ chồng chúng nó không thể Cô nhàn cũng dưng dưng xúc động Cầm lấy mảnh giấy từ tay Xuân nói Tôi hiểu mà Cô yên tâm đi Vừa nói cô vừa cất tấm giấy vào túi áo Rồi đi lại chỗ phía hạnh Chú hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo về hai đứa nhỏ, tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo, khi nào rảnh rỗi thì chú về thăm." Hạnh nhìn cô Nhàn với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn chị rất nhiều." Con bé Vân Anh dường như cũng ý thức được sự việc rồi, nó chạy lại bên giường bố, vòng cánh tay nhỏ xíu ôm ngang lưng Hạnh. "Bố, bố ơi." Con bé em thấy chị ôm bố cũng tụt xuống khỏi tay cô Nhàn, chạy lại ôm lấy cánh tay bố. Bố, bố. Mọi người nhìn cảnh tượng này ai cũng sụt sùi lau nước mắt. Xuân biết không nên kéo dài tình trạng này lâu nên vội vàng xếp gọn đồ đạc của em trai vào hai cái vali to. Tiếng còi ô tô ngoài cổng rồi có tiếng gọi vào. "Chị Xuân, chị Xuân ơi." "Ờ, chị ra liền đây." Xuân vội vàng cất nốt mấy bộ quần áo của em trai vào vali rồi nói với Hoa. "Thằng tài đến rồi." Chị mang cái vali này ra trước Rồi gọi nó vào đây Giúp mình mang đồ nhé chị Hoa nghe lời em gái sắp xếp chiếc vali ra trước Họ sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy Rồi mới vào đẩy hạnh ra sau Tài giúp hạnh leo lên xe Rồi mới cầm chiếc xe lăn bỏ vào cốp sau Hai đứa trẻ được cô nhàn giữ lại Đứng nhìn bố đang dần rời xa mình Mắt hai đứa ướt nhòe đi Tiếng gọi bố ơi Vẫn còn lanh lảnh phía sau lưng hạnh còn Hương đã nằm yên vị trên phòng mình Chẳng thèm ngó qua cửa sổ Xem người đàn ông từng gọi là chồng Đang rời xa ngôi nhà Từng là tổ ấm của họ Xuân và Hoa đưa Hạnh thẳng về nhà bố mẹ Mà không nói trước cho anh trai biết Nên khi thấy Hạnh trở về Hạ vô cùng ngạc nhiên Chú Hạnh Anh phụ chú Tài đỡ Hạnh xuống trước đi đã Xuân vừa khuân vali ra cho Hoa Vừa nói với em trai Hạ nghe Xuân nói vậy cũng phụ tài đỡ Hạnh xuống xe lăn rồi đẩy vào nhà. Hạ nhìn thấy mấy cái vali của Hạnh và thái độ của mọi người thì vẫn không khỏi thắc mắc. Nhưng anh vẫn chưa dám hỏi chuyện vì thấy Xuân có vẻ như đang không vui vẻ gì. Còn gương mặt hoa thì lại rất khó coi. Hạnh không nói gì, ánh mắt buồn thăm thầm. Hạ là anh cả nhưng tính tình rất hiền, thậm chí là có phần nhu nhược. Tuy là anh cả trong gia đình nhưng lại không lo được gì cho các em, nên hầu như anh không có tiếng nói. Ngay cả với mấy đứa em và cả với Lại vợ anh. Thấy mọi người căng thẳng, anh chỉ dám rót nước, nói vô vơ mấy câu chứ không dám hỏi thẳng vào vấn đề. "Chị Lại đâu anh?" Xuân lên tiếng trước. "Chị vẫn chưa về, mấy đứa có chuyện gì à?" "Vâng, chúng em có chuyện này muốn bàn bạc với anh chị." "À, ừ, nói đi." tự dưng Hạ thấy lo lắm, vợ chồng hạnh ly dị rồi, Xuân chưa nói dứt lời thì Hạ đã xen vào, cái gì ly hôn bao giờ? Cũng vừa mới thôi anh ạ, à. chị Hoa và em đã làm hết sức để hàn gắn cho hai đứa, nhưng cũng không thể, hai đứa con là do cái hương nuôi, còn hạnh thì tạm thời ở lại nhà mình. Hạ vừa nghe Xuân nói xong thì lắp bắp, chuyện này chuyện này, hay để cho chị lại về bàn đi chứ một mình anh cũng không thể tự quyết định được bàn cái gì mà bàn nhà này là của bố mẹ để lại sao lại phải bàn với chị lại hoa xưởng cổ nói lớn tiếng khi anh nhắc đến chị dâu có chuyện gì vậy lài vừa đi chợ về thì nghe có người nhắc đến tên mình liền lên tiếng hạ thấy vợ về thì tự nhiên người co rúm lại lài nhìn trong nhà thấy mấy anh em hạ và cả hạnh đông đủ thấy lạ lắm Giờ nhìn quanh lại thấy hai cái vali to tướng đang để ở góc sân, cô lên tiếng nói. Lúc nãy hình như cô Hoa nhắc đến tôi thì phải. Đúng vậy, Hoa nói luôn. Xuân thấy tình hình hơi căng thẳng liền giật tay chị lại. Vâng ạ, chúng em có chuyện này muốn bàn bạc với anh chị. Chúng em cũng hơi đường đột khi chưa nói trước với anh chị mà đưa hạnh về đây. Giờ chị về rồi, mời chị ngồi xuống, chúng em thưa chuyện. Xuân đứng dậy rồi kéo chị Dâu ngồi xuống. Lại nhìn Hạnh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn Liền hỏi thăm Chú Hạnh về đây chơi à Xuân thấy chị dâu định đưa Hạnh vào tình thế khó trả lời Liền giải thích trước Chúng em đang định thưa với chị chuyện này đây à Chuyện gì vậy Vợ chồng Hạnh đã ly dị rồi Nên tạm thời em và chị Hoa đưa Hạnh về đây Xuân chưa nói hết câu Thì lại đã chặn lại Cái gì Hai cô định đưa chú Hạnh về đây ở hẳn nhà tôi à Chuyện này không được Nhà chật thế này lại đông người làm gì còn phòng cho chú ấy ở hoa thấy chị dâu từ chối thẳng thì liền nói cái gì mà không được nhà này là của bố mẹ để lại giờ thằng hạnh nó ly hôn rồi không có chỗ ở thì về đây ở chị không chịu cũng phải chịu lại liếc mắt nhìn hoa vẻ khinh khi đúng là cái nhà này của bố mẹ để lại nhưng anh hạ là con trai trưởng đương nhiên là sẽ được thừa kế ngôi nhà này các cô các chú đừng có giờ trò về đây hòng đòi chia chác gì hoa nghe chị dâu nói vậy thì sầm mặt lại Chị đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người Chúng tôi chẳng có giờ trò gì ở đây hết Với lại chẳng có cái luật nào kêu Tài sản của bố mẹ chỉ cho con trai trưởng thừa kế cả Theo luật phải chia đều cho các con Chúng tôi là phận con gái Không lấy cũng được Nhưng thằng Hạnh là con trai Nó phải được chia một nửa Chúng tôi chưa đòi mà chị đã lên tiếng như vậy rồi Thì bọn này cũng không khách khí đâu nhé Tôi biết ngay mà Các người dắt xíu về đây là để đòi chia tài sản chứ gì Vậy mà dám nói là không giờ trò gì Thích thì nói với nhau một tiếng làm gì phải lấy cớ là ly hôn để về đòi chia tài sản cớm bụng dạ các người tôi đây hiểu thừa lại ngoan nguyết đứng dậy rồi quát chồng anh đúng là đồ ăn hại còn không nói được một câu cho vợ anh xem bây giờ các em anh đến đây để cướp tài sản đấy cái nhà bé như cái lỗ mũi cũng đòi sâu xé nhau vậy mà cứ làm ra vẻ ta đây đấy nhà của các người các người muốn chia sao thì chia tôi trả thiết Lại đứng dậy bước đi Thì Hoa kéo vai áo lại Chị đứng lại đó nói chuyện cho xong cái đã Sao cô định làm gì tôi Cô nói đây là nhà của bố mẹ cô Nên tôi giao cho anh em cô tự xử lý Thế còn đòi hỏi cái gì nữa Lại ngoan nguyết quay đầu lại nói Thôi chị Hoa định sắn tay áo Cái nhau tay đôi với chị dâu Thì Xuân đã ngăn lại Lại liếc Xuân cười khi một cái Tỏ vẻ coi thường rồi quay mông bỏ đi hạ thấy vợ và em gái cãi nhau nhưng không nói được một tiếng nào cứ đứng cũng khum núm một xó nhìn anh đúng là cái đồ sợ vợ cái nhà này anh là chủ mà không dám lên tiếng hả hoa tức tối mắng thẳng vào mặt anh trai thì chị dâu mày nói đúng chưa có nói sai đâu mà tao phải nói giúp cho chúng mày lúc này hạ mới vênh mặt lên tiếng anh nói cái gì vậy hả vợ thì sai lè lè ra đấy rồi còn bênh được hoa cũng cãi lại chẳng vừa chứ chẳng phải nhà này đã nói là giao lại cho anh chị để hương khói cho bố mẹ rồi còn gì dù gì anh cũng là con cả phải hương khói cho bố mẹ chứ thì có ai nói là anh không phải hương khói cho bố mẹ đâu nhà này là nhà của anh thế tại sao lại mang thằng hạnh về đây chẳng phải muốn đòi chia tài sản hay sao trời ơi anh có còn là con người không vậy anh hạ chẳng lẽ sống với vợ lâu quá rồi bị nhiễm tính của cô ta hay sao thằng hạnh nó là em ruột của anh giờ nó mới ly hôn không có nơi ở nên phải về đây ở nhờ. Nó có cướp nhà cướp cửa của anh đâu mà vợ chồng anh sấn sổ lên như vậy hả? Nhà cô, nhà con Xuân đó, sao nó không ở lại, phải ở nhà tôi? Cả Hoa, Hạnh và Xuân đều sững sờ trước câu nói quá bạc tình của anh trai. Gương mặt Hạnh tái đi, tìm đau buốt. Trong lúc anh hoạn nạn thế này, vợ thì bỏ, anh trai thì rũ trách nhiệm đuổi thằng em trai của mình ra khỏi nhà. Đúng là chẳng còn gì đau đớn hơn thế xuân nhìn thái độ đau khổ và tuyệt vọng của hạnh cô cũng thấy tim mình buốt nhói làm sao giá như lời nói thốt ra từ miệng chị dâu cô thì nó đỡ đau đớn hơn biết bao bây giờ nó lại được thốt ra từ chính miệng của người anh trai ruột đến tim cô còn đau huống hồ gì hạnh đủ rồi anh không phải nói nữa xuân lau nước mắt nói lớn tiếng hòa thấy vậy liền đẩy anh trai một cái nếu anh đã tuyệt tình như vậy rồi thì từ nay đừng bao giờ gọi chúng tôi là em nữa chúng tôi cũng không cần thứ anh trai như anh ai đời em trai mình bị tai nạn đã không thương thì thôi lại còn ruồng rẫy nó có thứ ruột thịt nào như vậy không hả có mà ruột thừa thì có hoa nhìn thẳng vào anh trai mắng xối xả rồi tốn lấy chiếc xe lăn của hạnh kéo đi chúng ta đi từ nay không còn tình nghĩa anh em gì sất cái thứ anh em ruột thừa đó bỏ đi cho đỡ đau lòng vừa nói vừa hùng hổ đẩy chiếc xe lăn của Hạnh đi rồi kéo tay Xuân. Đi thôi em, tiếc gì cái ngữ đó. Xuân nhìn anh trai lần cuối rồi kéo hai chiếc vali của Hạnh theo sau. May là thằng tài taxi vẫn còn đứng đó chờ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mọi người leo lên xe. Lúc này cả ba mới bình tĩnh lại một chút. Giờ đi đâu ạ? Thằng tài taxi lên tiếng hỏi. Cả Hoa và Xuân đều nhìn nhau ngớ người ra Đúng là họ chưa nghĩ đến tình huống này. Bây giờ phải đưa Hạnh đi đâu, về đâu đây? Hoa hơi lúng túng khó xử. Lúc nãy cô hùng hổ đẩy xe lăn của em trai đi, không cần nhà của anh trai, mà không nghĩ phải đưa nó đi đâu. Bây giờ phải làm thế nào? Sợ Hạnh suy nghĩ, cô liền nói trước với Xuân. "Xuân à, hoàn cảnh của chị em cũng biết rồi đó, nhà không phải của riêng vợ chồng chị, mà còn có hai đứa con riêng của chồng." một mình chị ở cũng thấy khó xử rồi giờ mà dắt díu thêm thằng hạnh nhà mình về thì chắc chắn nhà bên đấy họ sẽ nói cho hay là em đưa thằng hạnh về nhà em dù sao thì em cũng chỉ có một mình sẽ tiện hơn so với chị xuân nghe hoa nói như vậy không những không ngạc nhiên mà còn rất bình tĩnh tiếp lời chị yên tâm em sẽ không để thằng hạnh về nhà chị đâu em hiểu hoàn cảnh của chị mà em sẽ đưa hạnh về nhà em trước mắt chịu khó một chút rồi em sắp xếp. Có lẽ em sẽ làm một cái xưởng riêng để hạnh có không gian nghỉ ngơi. Nói rồi cô quay sang hạnh vỗ vai em trai. Hạnh, em đừng nghĩ gì nhá. Chị biết em chứng kiến cảnh vừa rồi chắc là đau lòng lắm. Nhưng con người mà, có lúc nọ lúc kia, người này người nọ không thể tránh được. Em cũng đừng trách anh hạ. Có lẽ là anh ấy sợ chị lại. Trước mắt về nhà chị tùy có hơi chật chội và ồn ào một tí nhưng chị sẽ nhanh chóng sắp xếp để em có không gian riêng chị em mình cùng cố gắng em nhé điều quan trọng nhất là trong thời gian này em không được suy nghĩ tiêu cực nếu em có làm sao thì chị với chị hoa không có mặt mũi nào nhìn bố mẹ được đâu nghe chị nhé em vâng tùy hai chị sắp xếp em xin nghe theo hai chị hạnh nói mà ánh mắt cứ nhìn đâu đâu chính xuân cũng không hiểu được trong đầu em trai mình đang suy nghĩ cái gì. Ba người trở về nhà của Xuân, ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, nhưng nguyên cái phòng khách và cái sân đã được đặt khung thiêu và làm chỗ ngồi cho mấy chị em phụ nữ theo thùa. Cái xưởng thiêu này chính Xuân đã lập nên năm 20 tuổi. Cô yêu thích nghề thêu và thiết kế thời trang nhưng không có điều kiện học hành bài bản vì phải nuôi em ăn học. Ban ngày thì đi bán cá, bán tôm, ban đêm về theo thùa bỏ mối cho mấy tiệm may khi hạnh đã học hành thành tài rồi cô tự mày mò trên mạng tìm những mẫu thêu bằng đồ họa rồi in ra thêu những mẫu thêu của cô rất được khách hàng ưa chuộng nhất là những người mặc áo dài các tiệm may tranh nhau đặt hàng cô đến nỗi cô không thêu kịp nên đã thuê mấy chị em nhàn rỗi trong xóm cô dạy thêu cho họ rồi thuê lại dần già Cô kiếm được nhiều mối hơn và bắt đầu mở một xưởng thêu tại nhà, chỉ dạy cho những chị em phụ nữ có nhiều thời gian ở nhà không công ăn việc làm. Các mối làm ăn của cô dần dần phát triển lên cả thành phố. Xuân trở thành một bà chủ của xưởng thêu nổi tiếng trong làng. Ngôi nhà cấp 4 ngày xưa chỉ là một khu đất trống, cô mua được của một gia đình bỏ làng vào Nam sinh sống nên để lại rẻ cho. Sau khi hạ lấy vợ, Xuân và Hoa đều không tiện ở chung với vợ chồng anh chị nữa nên đã xây tạm một ngôi nhà nhỏ để ra riêng. Rồi đến lượt Hoa được người ta mai mối cho một người quá vợ, lấy chồng bỏ lại Xuân một mình. Cũng chính trong thời gian này, cô đã nhen nhóm mở một xưởng thêu phát triển như ngày hôm nay. Ngôi nhà đã được cơi nới ra rộng rãi, nhưng chủ yếu là để cho các chị em có chỗ thêu thùa. Giờ hành về có hơi bất tiện thật vì đông người lại toàn đàn bà con gái nói chuyện ồn ào e là ảnh hưởng đến hạnh nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa Xuân sắp xếp cho Hạnh ngủ ở phòng của mình Còn cô thì ra ngoài phòng khách Nằm ở chiếc giường một ngủ tạm Mấy ngày đầu Hạnh nằm ở trong phòng Nghe tiếng nói chuyện gì dầm cũng hơi khó ngủ thật Xuân biết em trai bệnh tật Không tiện tiếp xúc với nhiều người nên xuân đã cấp tốc thuê người xây thêm mấy gian nhà kho bên ngoài vườn để chị em có chỗ thêu thùa mà không ảnh hưởng đến hạnh may là chỉ trong vài tuần thì cái xưởng thêu đơn giản chỉ lát gạch nền và lợp bờ lô xi măng đã hoàn thành một cách nhanh chóng xuân cho người chuyển hết ra vườn làm ngôi nhà còn lại cô dành riêng cho hạnh còn mình thì vẫn ngủ ở phòng khách vậy là chỗ ăn ở của hạnh đã tạm ổn Xuân lại bắt tay vào tập trung cho công việc Nhưng cũng không quên chăm sóc và động viên em trai mình Hoa thỉnh thoảng vẫn đến thăm qua lại hai em Lúc thì mang bịch trái cây nhà chồng Lúc thì mang mấy con cá lên bồi bổ cho hạnh Cuộc sống của ba chị em lại trở về như xưa Không còn phải chịu cảnh mặt mà sương mày xỉa Không còn phải nghe những lời rẻ biểu Mỉa mai của người này người kia sức khỏe của hạnh tốt lên trông thấy có lẽ vì được hai chị chăm sóc anh nhớ lại những ngày ấu thơ tuy vất vả nhưng được hai chị gái yêu thương hết mực cưu mang có lúc anh đã ước rằng giá như mình đừng lập gia đình giá như mình cứ ở vậy cùng hai chị thì có lẽ cuộc sống sẽ càng tốt đẹp biết bao mỗi tháng xuân vẫn đưa hạnh đi tái khám trên bệnh viện đều đặn Tùy bác sĩ nói hạnh khó mà bình phục lại được Nhưng Xuân luôn hy vọng Tình trạng của em trai ngày càng tốt Cô luôn tâm niệm Có ngày em trai sẽ đi lại được bằng chính đôi chân của nó Giống như cách Nó vươn lên trong khó khăn Để trở thành một tiến sĩ nông nghiệp vậy Lần này bác sĩ nói Tình trạng của Hạnh tốt lên thật Xuân nhìn Hạnh vui lắm Ánh mắt Hạnh cũng lấp lánh hạnh phúc khi nhìn chị Hai chị em dìu nhau đi đến cổng bệnh viện Thì bất ngờ gặp Lưu Anh ta đi bằng nàng chân khập khiễng thấy xuân gương và lưu vui hẳn lên em đưa hạnh đi khám hả vâng xuân có chút ái ngại nhưng nhìn thấy lưu bị thương ở chân cũng muốn hỏi thăm đôi câu anh bị làm sao vậy anh bị tai nạn ấy mà cũng không nặng lắm chỉ gãy chân thôi bó bột tháng này rồi giờ lên tháo bột lưu nói giọng thản nhiên như thể mình chưa từng bị đau chân xuân nhìn bộ dạng của lưu lúc này cũng có chút thương cảm người nhà anh đâu hết rồi sao không ai đi cùng anh vậy lưu nhìn xuân thở dài chuyện dài lắm em ạ à. lúc nào có thời gian anh kể cho em nghe vâng vậy anh cố gắng giữ gìn sức khỏe em đi về trước đây xuân cúi chào lưu rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của hạnh đi trước lưu giơ tay muốn níu xuân lại nhưng cô đã quay mặt đi rồi xuân khoan đã lưu khẽ gọi nhưng xuân vờ như không nghe thấy cô vẫn đẩy chiếc xe lăn của hạnh đi đều đều ra đến cổng hạnh mới hỏi xuân rõ ràng là chị có nghe tiếng anh lưu gọi sao chị không quay lại quay lại làm gì hả em dù sao chuyện của chị và anh ấy cũng qua lâu rồi với lại người ta cũng đã có gia đình yên ấm lỡ ai trông thấy lại lắm chuyện xuân khẽ thở dài hạnh nghe rõ nỗi buồn của chị qua tiếng thở nhưng không dám nói thêm nữa bởi anh hiểu xuân là người biết lý lẽ và trải đời nhiều hơn anh cô làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ cẩn thận và thấu đáo. Anh tin vào sự lựa chọn của chị gái mình trong tất cả mọi việc. Lưu trở về căn nhà của mình, bây giờ chỉ còn một mình mẹ anh. Bà đã hơn 70 tuổi rồi, bố anh thì vừa mất năm ngoái, còn vợ anh đã bỏ đi cùng đứa con trai của mình. Lưu từng có một gia đình được người ta trầm trồ ngưỡng mộ, vợ đẹp, con sinh có của ăn của để là ông chủ của ba ao nuôi tôm diện tích lên tới gần 3 hecta. Một thời, Lưu được gọi là đại gia của xã. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Ai mà ngờ được bây giờ, Lưu chỉ còn lại một ngôi nhà này cùng với người mẹ già. Lưu ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất còn lại, không bị bán đi để trừ nợ cho vợ. Bà mẹ Lưu thấy con trai về, liền chạy ra hỏi. Con đi đâu mà lâu vậy? Mẹ sốt cả ruột, lại tưởng con bị làm sao thì khổ. Bà vẫn quen chiều chuộng đứa con trai duy nhất của mình Nên sờ nắn người con Coi có bị làm sao không Mẹ làm cái gì vậy Con không chết được đâu Lưu nổi cáu vì sự quan tâm thái quá của mẹ Con to tiếng với mẹ đấy hả Mẹ cũng chỉ vì quan tâm con mà thôi Sao con lỡ đối xử với mẹ như thế hả Bà luyến lại nước mắt ngắn Nước mắt dài khóc ỉ ôi Bà có chiêu bài này Dùng mãi từ thời Lưu còn nhỏ đến giờ Hễ không vừa lòng về con trai là bà lại dùng nước mắt để trói buộc nó. Lưu thấy mẹ khóc lưu loa thì quát lên. Đủ rồi, mẹ dừng lại được không? Con đau đầu lắm rồi. Chính vì cái chiêu trò này của mẹ mà khiến con ra nông nỗi này đây. Bà Luyến nghe con trai nói như vậy thì há hốc miệng ngừng khóc. Cái gì? Con đang nói cái gì thế kia? Con lại đổ lỗi lên đầu mẹ. Mẹ đã làm cái gì để khiến con ra nông nỗi này? Không phải là tại mẹ sao? Chính mẹ đã dùng cái chết để uy hiếp con bỏ Xuân lấy loan như ý mẹ. Bây giờ mẹ thấy đấy, có còn cái gì đâu. Ngay cả cái thân xác con đây này, con cũng chẳng thích sống nữa. Giờ mẹ còn muốn cái gì ở con thì nói đi. Con cho mẹ tất, cho hết tất cả. Đời con, coi như là chấm hết rồi. Cái thân tàn ma dại này của mẹ sinh ra, bây giờ mẹ lấy luôn của nó đi. Mẹ đừng lấy cái công lao sinh con ra để áp đặt con mọi chuyện nữa. Lưu tức nước vỡ bờ tuôn ra một chàng khiến bà luyến vô cùng kinh ngạc không hiểu làm sao hôm nay gặp chuyện gì mà thằng bé con trai bà lại nói những lời nặng nề như vậy với bà lưu nói xong thì rơi nước mắt quay mặt chống nặng đi về phòng của mình đóng sầm cửa lại bà luyến đứng nhìn con không dám hé răng kêu than nửa lời phần vì quá bất ngờ phần vì đúng là con trai bà nói sự thật chính bà đã dùng cái chết để uy hiếp mối tình của lưu với xuân bà ngăn cản lưu và xuân đến với nhau chỉ vì Xuân nghèo và phải mang trách nhiệm nuôi em ăn học không muôn đăng hậu đối với nhà bà. Và cũng vì bà đã nhắm cho con trai được một mối ngon mà bà xem là thích hợp với gia đình mình. Đó là Loan, con gái của chủ cửa hàng bán cám con cò, thức ăn chăn nuôi. Để bây giờ nó cờ bạc nợ nần, đến nỗi Lưu phải bán đi mất hai ao tôm để trả nợ cho vợ. Nhưng tai họa không dừng ở đó, không hiểu sao vương tôm còn lại của nhà Lưu bỗng nhiên chết hết sau một đêm. Lưu có nghi ngờ chủ nợ của vợ đã cảnh cáo anh khi không chịu trả hết nợ cho người ta. Rồi căn nhà của vợ chồng anh cũng bị loan cho người vào xiết nợ, lấy hết những đồ có giá trị, chỉ còn lại bộ bàn ghế sofa vì anh vừa về kịp. Lưu không chịu nổi cái thói cờ bạc của vợ nên đã đề nghị ly hôn, nhưng chưa kịp ký vào đơn ly hôn thì Loan đã dắt đứa con trai duy nhất của bọn họ ra đi với lá thư vòn vẹn có hai dòng: Em xin lỗi anh em phải dắt thằng Tèo đi vì nó không phải là con anh. Lưu cứ tưởng Loan muốn dùng đứa con để tạo áp lực bắt anh phải trả nợ, không ly hôn mình nên đã lấy tóc của con còn sót lại trên gối để đi xét nghiệm ADN. Đau đớn thay, kết quả đúng là sự thật. Thằng bé không phải là con ruột của anh. Thế là bao lâu nay anh đã nuôi con tu hú. Đã vậy lại còn mất trắng sự nghiệp trong tay à đàn bà lăng loàn kia. Bố Lưu vì cú sốc này không chịu nổi lên cơn đau tim rồi mất ngay sau đó. Gia đình Lưu Tan Hoang chỉ sau một đêm vì cô con dâu quý hóa của bà Luyến. Nhưng lúc đó, Lưu vẫn không oán trách mẹ. Bà Luyến biết lỗi của mình, nhưng vì Lưu không đề cập đến nên bà cứ nghĩ là anh không để bụng. Không ngờ, hôm nay đứa con trai bà lại thốt ra những lời này, chứng tỏ là nó đã hận mẹ mình từ lâu lắm rồi. Bà ngồi thở xuống ghế sofa thở hổn hển, ngực tức lên từng hồi, vừa giận vừa tội. Lưu nằm dài trong phòng mình Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Xuân hồi sáng Tự dưng Lưu thấy tiếc nuối và xót xa Lưu từng yêu say đắm người phụ nữ đó Nhưng chỉ vì không vượt qua được rào cản của gia đình Nên đã bỏ lỡ cô Lưu biết Xuân vẫn ở một mình chưa có ai Hôm nay lại tình cờ gặp cô ở bệnh viện Có lẽ nào ông trời lại sắp đặt như vậy Lưu tự dưng lóe ra một tia hy vọng Có lẽ Rồi trong đầu anh sáng bừng lên anh lấy điện thoại gọi cho Xuân Dù chia tay đã nhiều năm rồi Nhưng anh vẫn không xóa số điện thoại của cô ra khỏi danh bạ của mình Alo, ai vậy ạ à? Giọng của Xuân vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như ngày xưa Khiến trái tim Lưu rung động Xin hỏi, ai vậy ạ à? Đầu dây bên kia nhắc lại câu hỏi Khi thấy chủ nhân của cuộc gọi không trả lời Lưu xúc động một lúc Rồi mới dám lên tiếng Xuân à, là anh đây xuân im lặng một hồi rồi mới trả lời anh lưu anh gọi cho em có chuyện gì không à cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu em anh chỉ muốn biết em dạo này thế nào thôi thực ra lưu lấy cớ vậy để nói chuyện với xuân mà thôi chứ chuyện của xuân anh đều nắm rõ cái làng này chỉ bằng cái lòng bàn tay có chuyện gì là cả làng đều biết huống hồ xuân lại là người quan trọng trong lòng lưu em vẫn ổn cảm ơn anh nếu không có chuyện gì quan trọng Em tắt máy đây Xuân nói rồi dứt khoát tắt điện thoại Xuân khoan đã Vẫn câu nói cũ Và kết quả cũng như lần trước Lưu chưa kịp gọi Thì Xuân đã dứt khoát quay đi rồi Nhưng Lưu vẫn không từ bỏ cơ hội của mình Dạo này Hạnh thường xuyên tự đẩy xe lăn của mình Ra chỗ chị em theo thùa để quan sát Tự dưng anh cũng có hứng thú Với cái nghề theo của chị gái mình Nhờ công nghệ thông tin giỏi nên anh cũng giúp chị nhập số liệu quản lý cho chị gái. Xuân thấy Hạnh có vẻ hòa nhập được với cuộc sống như thế này rồi thì vui lắm. Dù sao, bây giờ Hạnh có công việc sẽ thấy cuộc đời còn có ích, không còn cảm thấy bản thân vô dụng nữa. Hóa ra, trong cái rồi lại có cái may là thật. Nếu như anh cả chấp nhận Hạnh ở lại bên nhà, không biết chừng những lời móc mẻ của chị dâu sẽ giết dần giết mòn Hạnh mất. Hạnh đã có thể tự đi lại trên xe lăn và giúp chị gái được nhiều việc. Có hôm Xuân bận quá, anh còn giúp chị vào bếp nấu cơm nữa. Vốn ngày xưa tự lập đi học xa nhà, nên Hạnh cũng có chút năng khiếu về nấu nướng. Đến nỗi, thỉnh thoảng nấu vài bữa phụ cho mọi người ăn, ai cũng khen nức nở. Mọi người đùa rằng, nếu như Hạnh mở một quán ăn, thì chắc chắn sẽ đông khách lắm. Bởi vì bây giờ, mọi người đi làm cũng nhiều, nên ít ai ở nhà tự nấu ăn sáng lắm. Cứ tưởng, đó là những lời nói đùa cho vui, nhưng trong lòng xuân đã nhen nhóm một ý tưởng nhờ vào những lời nói đùa của mọi người cho em trai mình xuân nhờ nhân cũng là một thợ thêu của cô giúp xuân đi chợ mua nguyên liệu để hạnh nấu nướng nhân rất vui vẻ và cũng quý hạnh nên vừa giúp xuân đi chợ vừa trợ giúp hạnh sơ chế các nguyên liệu hai người một chính một phụ trở thành đầu bếp cho cả xưởng thêu tiền ăn sáng sẽ được trừ trong lương của mọi người trích ra để trả công cho hạnh và nhân đó là ý định của mọi người và cũng là chủ ý của Xuân. Như vậy là một công hai việc, ba việc. Đều tiện lợi cho mọi người và mọi người cũng sẽ rất vui vẻ. Nhân từ là thợ theo trở thành thợ phụ cho Hạnh. Có người bên cạnh nói chuyện, Hạnh càng ngày càng vui vẻ và phấn chấn lên nhiều. Anh cũng cởi mở, không còn nét mình tự ti như trước nữa. Có Hạnh phụ giúp nên Xuân cũng giao lại việc cho em trai quản lý. Xuân vừa đi ra khỏi nhà thì lưu đến hạnh phải thay chị và tiếp khách dù gì trước đây họ cũng từng là anh rể em vợ hột của nhau xuân và lưu cũng chia tay trong văn minh nên họ cũng không có xích mích gì hạnh mời lưu vào nhà uống nước mọi người trong sườn thêu đều chú ý đến sự có mặt của lưu vào lúc này bởi chuyện tình cảm của lưu và xuân trước kia cả làng ai cũng biết chị xuân không có nhà hả em lưu cầm chén nước trẻ hạnh đưa cho hỏi chị ấy cũng vừa mới đi ra ngoài thôi chắc tí nữa là về đấy anh có cần em gọi cho không không cần để anh ngồi đây chờ chị ấy một lát cũng được hai người nói chuyện không một chút gượng ép nào cả bởi cả hai người đều ở trong hoàn cảnh gần như nhau có lẽ vì vậy mà họ cảm thông cho nhau hoàn cảnh của hạnh lưu cũng nghe nói đến nhưng không biết là đến ra nông nỗi này câu chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ thì xuân mới đi về thấy lưu đến khá bất ngờ xuân có vẻ hơi ngại ngần anh Lưu, có chuyện gì sao? Lưu đứng dậy, vẻ mặt hớn hở nói Anh đến thăm em thôi Xuân nhìn xuống cái chân vẫn còn chống nặng của Lưu ái ngại Đường xá xa, xa xôi, anh lại đang đau như thế Đến em làm gì cho vất vả ra Dù vất vả thế nào anh cũng chịu được Chỉ cần được nhìn thấy Xuân là anh vui rồi Lưu bất ngờ nói không một chút ngượng ngùng Nhưng Xuân thì thấy khá là ngượng Vì câu nói như thể đang tỏ tình này của Lưu trước mặt cả hành hạnh biết ý vội lấy cớ ra ngoài anh chị ở đây nói chuyện nhé em ra ngoài có tí việc ừ cậu đi nhé hạnh đi lưu mới ngồi dịch lại chỗ xuân nói tiếp anh vừa nói chuyện với hạnh chuyện gì vậy anh lưu chuyện về chúng ta em có thể cho anh cơ hội lưu chưa nói xong thì xuân đã gạt đi anh lưu à chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi chẳng lẽ em vẫn còn giận anh sao không hề mà có giận thì cũng qua rồi bây giờ em xem anh chỉ là một người bạn một người đã từng quen mà thôi không còn cảm xúc gì em xin lỗi đã nói thẳng như vậy nhưng em phải nói để anh không cần phải mất công mất sức tìm đến em làm gì xuân hãy cho anh thời gian anh nhất định sẽ chinh phục lại em từ đầu em không còn là cô gái tuổi đôi mươi nên anh không cần phải làm như thế đâu chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình em thấy trạng thái của em bây giờ là ổn nhất rồi em không muốn rắc rối gì thêm nữa anh bây giờ không có rắc rối gì nữa vợ chồng anh đã ly dị rồi xuân nghe hạnh nói vậy thì lắc đầu cười vấn đề không phải là rắc rối ở chỗ anh mà là vì em không muốn có thêm rắc rối trong cuộc sống của mình em muốn sống như bây giờ mong anh hiểu cho em thái độ dứt khoát của xuân khiến lưu hơi trùng lại anh hiểu tính xuân rất cương quyết không dùng rằng chuyện gì bao giờ ngay cả vụ việc trước đây của hai người khi bà Luyến nhất quyết ngăn cản họ đến với nhau, bà đến gặp Xuân. Sau khi nói chuyện, Xuân cũng dứt khoát chia tay Lưu, trả anh lại với gia đình vì bà Luyến lấy cái chết ra đe dọa. Xuân hiểu đối với mối quan hệ yêu đương và tình mẫu tử, cái nào nặng hơn cái nào. Cho dù Lưu nói hãy cho anh thời gian để thuyết phục bà Luyến, đến bây giờ vẫn vậy, thậm chí là Xuân càng ngày càng cứng cỏi hơn và bản lĩnh hơn xưa nữa. Nhưng dù thế nào lưu vẫn muốn một lần nữa được kéo xuân trở về bên mình vừa lúc này thì nhân cùng hạnh đi vào nhà để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người xuân nói hết những điều mình muốn nói thì đứng dậy em phải ra ngoài phổ biến một số công việc với mọi người anh có thể ở lại đây chơi với hạnh một lúc nữa rồi về nói dứt lời cô quay mặt đi luôn không một chút lưu luyến gì hạnh thấy vậy liền vào đỡ lời anh lưu ở lại chơi với em một chút nữa thôi em cứ làm việc của mình đi lúc nào rỗi anh lại đến chơi tiếp lưu nói giọng có chút buồn rồi chào hạnh ra về sau lần đó lưu liên tục đến nhà thăm xuân nhưng vẫn như lần đầu xuân dứt khoát từ chối lời đề nghị cho cơ hội quay lại của lưu nhưng cô không xua đuổi lưu cũng không tránh mặt anh mà đối diện một cách thẳng thắn lưu không còn cách nào khác vì không kiếm được cớ để nói chuyện với xuân nên đành lán lại trò chuyện với hạnh dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn thở lưu biết xuân rất thương hạnh và có lẽ hạnh giúp được anh trong chuyện này nghĩ vậy anh quyết định nhờ bà hạnh là cầu nối để nối lại đoạn tình xưa đã đứt với xuân hạnh nhận lời lưu cũng là muốn xuân có một chốn nương tựa khi về già ít ra thì trước đây họ cũng đã từng yêu nhau đã tỏ tường tính tình của nhau và cũng cùng làng với nhau nữa xuân đã gần 40 tuổi rồi có đi bước nữa cũng khó kiếm được một người đàn ông nào tốt mà vẫn ở vậy đến giờ buổi tối sau khi mọi người đã về hết rồi chỉ còn lại hai chị em hạnh mới lần mò mở lời với chị chị xuân này hạnh nói có vẻ ngập ngừng có chuyện gì sao em chuyện của anh lưu em thấy chị nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này có thể cho anh ấy một cơ hội cũng như cho chị một cơ hội được không chị xuân nhìn hạnh cười là anh ấy nhờ em nữa phải không chị và anh ấy thật sự không thể tái hợp được nữa rồi không phải vì anh ấy không tốt cũng không phải vì anh ấy đã qua một đời vợ mà chị chê gì đâu mà vì chị không muốn vướng bận chuyện gia đình thêm nữa nghe câu nói này của chị gái hạnh cúi đầu buồn bã có phải chính em làm chị thấy vướng bận xuân thấy em trai mình nghĩ sai ý của mình nên vội giải thích không phải vậy đâu hạnh em không được nghĩ như vậy em không phải là vướng bận của chị cũng không bao giờ là gánh nặng của chị em là em trai của chị là niềm tự hào của chị là máu thịt của chị là niềm vui của chị chỉ là chị không muốn nghĩ về chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa em hiểu nhưng nếu chỉ vì lo cho em mà chị bỏ lỡ cơ hội tìm hạnh phúc cho mình như ngày xưa thì em không muốn như vậy đâu em bây giờ tuy có tật nguyền thật nhưng vẫn có thể làm việc vẫn tự lo cho cuộc sống của mình được chị cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình chị có vui vẻ thì em mới có thể vui vẻ được em không muốn chị cả đời hy sinh vì em đâu xuân nghe nói như vậy xúc động lại gần hạnh xoa đầu đứa em trai đáng thương của mình chị không phải vì em mà không đi lấy chồng mà là vì chị qua một lần yêu đương không thành chị cũng không muốn thiết tha gì đến chuyện đó nữa có một vị thiền sư đã nói thế này trạng thái tốt nhất của một người đó là không trông đợi ai không ghen tị với ai không chê cười ai âm thầm nỗ lực để trở thành dáng vẻ mà mình yêu thích nhất chị thấy vị ấy nói rất đúng chị bây giờ chính là như vậy em đừng lo cho chị và cũng đừng nghĩ và trách bản thân mình chị biết chị cần gì và điều gì sẽ làm chị hạnh phúc thấy em vui vẻ và khỏe mạnh lên là chị mừng lắm rồi công việc thì ngày càng phát triển có mấy ai mà được như chị đâu đúng không nào xuân vừa nói vừa nhoẻn miệng cười Nụ cười dịu dàng như chứa đựng một điều gì đó lớn lao trong mắt Hạnh. Anh nhìn thấy ở người chị gái này sự bản lĩnh to lớn vô cùng nhưng cũng không kém phần dịu dàng bao dung. Có lẽ từ nhỏ Hạnh đã được chị bao bọc nên với Hạnh, Xuân chính là người mẹ thứ hai của anh. Hạnh nắm lấy bàn tay chỉ, bàn tay người con gái một đời vì em, dù có những nốt chai sần nhưng lại vô cùng ấm áp. "Vâng, em tin là chị sẽ tìm được hạnh phúc." chị xứng đáng được hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác được rồi nào không phải nịnh chị đâu giờ đi ngủ thôi mai đến hẹn tái khám rồi đấy hạnh nghe lời chị tắt máy tính rồi đi vào phòng ngủ dù có thành đạt thế nào dù đã có hai đứa con gái nhưng với xuân hạnh vẫn chỉ là cậu em trai nhỏ bé mà ngày nào cô còn cưu mang hương về nhà thì thấy bà ngọc và cô giúp việc đang nấu nướng tất bật toàn những món ăn sơn hào hải vị Cô vào bếp, nhon lấy một miếng bò bít tết bỏ vào miệng rồi hỏi mẹ. Nhà hôm nay có khách quý hay sao hả mẹ? Ừ. Bà Ngọc vẫn đang sắn tay áo xào đào trong bếp vừa nói. Khách nào mà khiến mẹ phải đích thân vào bếp thế kia? Chú Cường, bạn bố mày chứ ai? Nghe nói trưa nay ông về đến Việt Nam, bố mày gọi điện, bắt mẹ phải chuẩn bị đầy đủ các món ngon để tiếp đón chú ấy. Chú Cường ư? Ừ. Hương nhăn chán, cô nghĩ lại xem người bạn nào của bố mình mà lại quý đến vậy. Ông Ngà có rất nhiều bạn, toàn là những người làm ăn lớn, nhưng số thân thiết đến mức đến nhà ăn cơm thì rất ít, lại còn bắt đích thân vợ mình vào bếp, thì chắc chắn người này rất quý đối với ông Ngà rồi. Chú Cường nào mẹ nhỉ? Thì cái ông bạn học cũ của bố mày ngày xưa đó. Vợ ông mất sớm, có thằng Hùng con ông hình như bằng tuổi mày, làm bác sĩ, trước đây cũng hay đến nhà mình chơi đó. À, con nhớ ra rồi, có phải cái chú Cường, cao cao, đẹp trai, có dâu quay nón phải không mẹ? Đúng rồi đấy, ông ấy đấy. Tội nghiệp, vợ chết đã 20 năm rồi mà không đi bước nữa, vẫn còn ở một mình. Vừa giàu, vừa trung tình hiếm ai có được. Bà Ngọc vừa thầm ngưỡng mộ người đàn ông là bạn của chồng mình. Chú ấy chưa lấy vợ hả mẹ? Nghe bố mày nói vậy, thằng con thì lấy vợ rồi, có cháu nữa rồi, mà ông ấy vẫn ở một mình vậy vậy hả mẹ hương hỏi dò trong lòng cô tự dưng có điều gì đó khấp khởi hay hôm nay con ở lại đây ăn cơm nhé thế không về nhà à còn mấy đứa nhỏ thì sao chúng nó ăn cơm ở trường rồi chiều có cô nhàn đón ừ hương nghe mẹ đồng ý thì vui mừng chạy vào nhà tắm trang điểm lại cô cảm thấy có gì đó vui làm sao ấy cô ngắm đi ngắm lại gương mặt mình trong gương rồi tập cười thật tươi để gương mặt mình xinh đẹp nhất có thể Xong chưa bà? Giọng ông ngà oang oang ngoài phòng khách. Hôm nay, ông cũng chủ động về sớm để đón khách quý. Xong rồi đây. Bà Ngọc cởi cái tạp dề, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Gớm, ông bạn quý hóa của ông khiến tôi vất vả như thế này đây. Ông ngà cười hì hì, nịnh nọt vợ. Cũng tại bà khéo nấu ăn quá cơ, tôi phải cho thằng Cường thấy vợ tôi tài năng như thế nào. Giờ bà vào tắm rửa thay quần áo đi cho nó tươm tất một tí. Ông Ngà vừa nói vừa dục vợ Hương nghe thấy tiếng bố Thì cũng đi ra phòng khách Bố, hôm nay nhà mình có khách hả bố Ừ, chú Cường Bạn học ngày xưa của bố Ông Ngà vui vẻ giới thiệu Đúng lúc này thì có tiếng ô tô đỗ trước cổng nhà ông Ngà Đến rồi Ông reo lên Rồi chạy ra cổng đón bạn Hương cũng tò mò chạy theo chân bố Từ trên ô tô Một người đàn ông trung niên mặc bộ vét màu xám đen dáng người vạm vỡ bước xuống mái tóc hoa dâm cắt gọn chải ngược ra phía sau hàm dâu quay nón tuy đã được cạo nhưng vẫn còn để lộ một vệt dài chạy quanh hàm ở ông ấy toát ra vẻ lịch lãm nhưng vô cùng trững chạc và trầm lặng hương ngớ người nhìn ông ta không nói nửa lời miệng há hốc ánh mắt đắm đuối nhưng người đàn ông dường như không để ý đến cô chào mừng ông bạn quý hóa đã trở về việt nam ông ngả giang tay ôm lấy bạn cảm ơn ông người đàn ông vỗ lưng ông ngà một cách thân thiện cháu chào chú cường sau giây phút ngỡ ngàng hương cũng thẹn thùng lên tiếng để thu hút sự chú ý của ông cường sang mình đây là cái hương con gái tôi đấy ông ngà quay sang giới thiệu ôi chú không nhận ra cháu lần trước chú về mà không gặp cháu khác quá vâng ạ à. hương tỏ vẻ ngượng ngùng cúi đầu cười bén lén chúng ta vào nhà đi ông ngà khoác vai bạn dục Hai người vui vẻ ôm nhau vừa đi vừa nói chuyện quên mất Hương cũng đang có mặt ở đó. Hương chạy theo bố và chú Cường vào nhà thấy cô giúp việc đang dọn bếp thì cũng nhanh nhau chạy vào tranh phần bê đồ ăn rồi soạn bát đũa. Cô tỏ ra đảm đang đến mức bà Ngọc cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao Hương hôm nay lại siêng năng đến thế. Hương mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của mẹ và cô giúp việc cô niềm nở hỏi han bố và chú Cường muốn uống rượu gì rồi chạy vào tủ rượu của bố bê ra hai bình rượu quý nhất chính tay hương đi lấy cốc rồi rót rượu giúp bố và chú cường chú cường thấy như thế liền nói cháu cứ ăn cơm đi để mặc bố và chú không cần phải mất công như vậy đâu chú có phải là khách xa lạ gì không sao đâu ạ à. lâu lâu chú mới về một lần để cháu rót rượu kính bố và chú ông có đứa con gái đảm đang quá đấy chú cường vừa cười vừa nói rồi quay sang phía hương cảm ơn cháu nhiều nha chú cường đón lấy chén rượu từ trên tay hương uống một cái ực rồi cười mùi men rượu tỏa ra tự dưng hương thấy mình không uống mà say ngây ngẩn người ra đầu óc mơ hồ ánh mắt thì cứ nhìn mê mẩn về phía chú cường vẫn đang cười khỉ khà uống rượu với ông ngà hai người đàn ông chúc rượu với nhau đến cuối buổi thì ông ngà cũng đã ngà ngà say rồi nhưng chú cường thì vẫn có vẻ còn tỉnh táo bà ngọc thấy vậy liền dục chồng Thôi hai người ăn cái gì đi Chứ cứ uống mãi như thế kia Xót cả ruột đấy Vừa nói bà vừa gấp thức ăn vào bát chồng lo lắng Được rồi Bà để yên đó cho tôi Lâu lắm rồi mới được gặp bạn quý Hôm nay tôi phải uống cho say mới được Ông ngà vừa nói vừa cười hề hà Rồi cầm ly rượu lên Tiếp tục uống Chú Cường thấy ông ngà say thật Mặt mày đỏ gai lên Giọng nói lẻ nhẹ Không muốn làm phiền đến vợ con của bạn Chú Cường biết ý nói mình còn nhiều dịp mà Giờ ông ăn đi rồi lên giường mà đi ngủ tí đi chứ nhỉ Được được Nếu ông đã nói vậy thì được Uống hết chén này mình ngưng nha Nói rồi Ông ngà lại ôm vai bạn Rồi nâng chén rượu một lần nữa Hai người khề khà Lai dai một lúc nữa rồi cũng tan buổi Bà Ngọc phải dìu chồng lên phòng ngủ Vì hai chân ông ngà say nhũn ra Không thể tự đi được Hương đưa chú Cường vào phòng nghỉ ngơi đi con Bà Ngọc không quên dặn con gái Hương thấy vậy cũng định đưa tay ra dìu chú Cường vào phòng Nhưng chú đã xua tay ra hiệu Không cần đâu Chú tự đi được Chú Cường đứng dậy Đi một cách dứt khoát và vững chãi Tùy đã uống khá nhiều Người đàn ông này ngay cả khi có men rượu trong người rồi Vẫn tỏ ra rất bản lĩnh Hương càng nhìn chú Cường Thì lại càng tỏ ra ngưỡng mộ Cô đứng dậy đi trước để dẫn đường cho chú Cường về phòng nghỉ Ngày hôm sau chú cường nói với ông ngà là mình có cuộc hội thảo về ngành nghề truyền thống nên phải đi dự sáng nay luôn vậy để tôi kêu lái xe đưa ông đi ông ngà lên tiếng thôi để tôi gọi taxi đi cho tiện rồi về khách sạn ở luôn chú cường xua tay từ chối sao vậy nhà tôi không đủ rộng để cho ông ở sao không phải thế tôi biết ông rất tốt với tôi nhưng tôi còn công việc đi sớm về muộn sợ ảnh hưởng đến vợ con ông để tôi ở khách sạn cho thoải mái rồi tôi lại đến thăm ông nữa mà Tôi có về Mỹ luôn đâu mà ông lo Ừ thế cũng được Xong nhớ gọi cho tôi nhé Ok Nói xong chú Cường cầm điện thoại Xem lại địa chỉ về cuộc hội thoại Mà chú đã xem được trên facebook Rồi kêu taxi trở đến nơi Chú vẫn đắm đuối nhìn những mẫu theo Trên trang facebook của một chàng trai trẻ Việt Nam lập ra Chú tỉnh cờ xem được mấy mẫu theo này Nên sau khi thấy thông báo rằng chủ nhân của mẫu thêu sẽ tham dự cuộc hội thảo về ngành nghề truyền thống của Việt Nam. Chú đã cất công nhắn tin cho chàng trai xin địa chỉ, giờ giấc rồi bay từ Mỹ về. Sắp đến nơi tổ chức hội thảo, chú Cường mới lấy điện thoại gọi cho chàng trai mà mình chỉ gặp gỡ qua Facebook. Tôi sắp đến nơi rồi. Cuộc hội thảo cũng vừa mới diễn ra ít phút thôi, anh vào đi. Tôi đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, đang chờ anh đây. Có dấu hiệu gì để tôi nhận ra cậu? tôi mặc áo sơ mi trắng và ngồi xe lăn à tôi biết rồi chú cường thoáng bối rối rồi cúp máy chú bước vào hội trường vươn tầm mắt nhìn xung quanh hàng ghế dưới có chàng trai nào đúng như mô tả mặc áo sơ mi và ngồi xe lăn không nhìn qua một vòng thì chú phát hiện ra đúng là có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi xe lăn đang ngồi ở gần cửa ra vào chú từ từ tiến về phía chàng trai chào hạnh chàng trai đang chú ý nghe người ta thuyết trình ở cuộc hội thảo thì bất ngờ giật mình bởi tiếng chào rất khẽ của một người đàn ông lạ có phải anh cường không ạ hạnh khẽ thốt lên rồi cười dạng dỡ đúng rồi là tôi đây chú cường cũng nở một nụ cười thân thiện chia tay ra bắt tay với hạnh rồi ngồi xuống bên cạnh anh người đang thuyết trình trên kia chính là xuân chị gái tôi là chủ nhân của những mẫu thêu mà anh hỏi đấy Hạnh tự hào giới thiệu Xuân với người bạn lớn tuổi của mình Là cô ấy sao? Chú Cường nhìn chăm chú lên sân khấu Vậy mà tôi cứ tưởng Người phụ nữ ấy đã luống tuổi rồi cơ đấy Không ngờ lại còn trẻ như vậy Thì tính ra Chị ấy cũng không còn trẻ đâu Chị ấy gần 40 tuổi rồi 40 tuổi ư Vẫn còn rất trẻ Thế mà lại có thể làm ra những bức tranh thêu có hồn như vậy Thật là hiếm có Tôi cứ tưởng nghệ nhân theo là những cụ bà 6-70 tuổi cơ. Chú Cường nói rồi đưa ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Phía người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà có theo một cánh đồng hoa sen vô cùng sống động. Đúng là một nghệ nhân tinh tế. Chú Cường mải mê ngắm nhìn người con gái ấy. Không hiểu là chú đang say mê những bức vẽ hay là nét đầm thắm của người phụ nữ Á Đông mà lâu lắm rồi chú mới có dịp bắt gặp sau lời thuyết trình về làng nghề thêu của Xuân, là hàng loạt chàng pháo tay của các vị đại biểu, Xuân chào mọi người trên sân khấu rồi thướt tha trong tà áo dài đi về chỗ ngồi của mình. Cuộc hội thảo nói về ngành nghề truyền thống, nhưng dường như chú cường chỉ chú ý đến nghề thêu thôi thì phải, hoặc cũng có thể chú chỉ ấn tượng về người phụ nữ vừa thuyết trình về nghề thêu đó. Chú cường không thể nán lòng mình lại được nữa, chú gọi hạnh ra ngoài, mình ra ngoài nói chuyện một chút được không? Được chứ ạ à? Hạnh vui vẻ nhận lời Rồi đi cùng chú Cường ra ngoài sảnh của hội trường Chú Cường rất hứng thú Hỏi về nghề theo Và người con gái tên Xuân ấy Xuân ngồi được một lúc Tự dưng thấy lòng mình nóng gian Cô ngoái đầu nhìn xuống phía cuối khán đài Xem em trai mình như thế nào Thì không thấy cậu đâu Xuân thấy lo lắng quá Dù tập trung cho công việc Nhưng Xuân vẫn luôn luôn để mắt đến em trai mình Giờ không thấy nó đâu cả Cô sốt ruột đứng dậy để đi ra ngoài tìm em ra đến sảnh hội trường thấy hạnh đang ngồi cùng một người đàn ông lạ nói chuyện cô mới thở phào trời ơi hạnh ơi em đi đâu mà không nói với chị một câu làm chị lo lắng quá đi chú cường gặp được xuân một cách bất ngờ nhưng đầy thú vị thì đứng dậy lịch sự cúi đầu chào chào xuân rất hân hạnh được biết em xuân ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn nhưng rất lạ lẫm kia không hiểu sao anh ta lại biết tên của mình và lại chào mình một cách thân thiện như vậy chào anh nhưng sao anh lại biết tên tôi xuân lịch sự đáp lời tất nhiên là do cậu bạn này rồi chú cường nheo mắt nhìn hạnh xuân cũng nhìn về phía hạnh tỏ ý hỏi vâng em quên nói với chị đây là anh cường việt kiều mỹ anh ấy rất thích những mẫu thêu của chị do em đăng trên trang facebook nên mới từ mỹ về đây để gặp chị ồ hóa ra là vậy giờ đã xong việc chưa ạ à? tôi muốn mời xuân và hạnh qua quán cà phê nào đó để chúng ta có thể nói chuyện một chút về xưởng thêu của em được không cường mở lời xuân hơi đắn đo nhìn hạnh mình đi đi chị em đã nói chuyện với anh cường một thời gian rồi em nghĩ là anh cường sẽ đem đến cho chị rất nhiều bất ngờ về công việc thêu thùa của chị đấy xuân nghe em trai nói vậy thì không rẻ dặt nữa dù sao hạnh cũng đã từng đi đây đi đó nhiều nơi có nhiều mối quan hệ với những người bạn các nước trên thế giới về khoản này thì hạnh hơn hàn xuân Cô tin vào em trai mình. Hơn nữa, khi nghe nói về công việc theo thùa, Xuân vô cùng có hứng thú. Cô nhận lời luôn. Vậy cũng được à? Ồ, cảm ơn Xuân. Thật vinh hạnh cho tôi quá. Cường tỏ ra rất vui vẻ khi nhận được cái gật đầu từ Xuân. Chờ tôi một lát nhé. Xuân đứng dậy vào chỗ hội trường lấy túi sách và một số đồ đạc cá nhân của mình rồi nhanh chóng chạy ra. Mình đi thôi. Xuân nói rồi đặt tay lên chiếc tay nắm của chiếc xe lăn đẩy xe cho em. Tác phong nhanh nhẹn và cử chỉ ân cần chăm sóc em trai của người phụ nữ trẻ khiến Cường càng có ấn tượng tốt với cô. "Xuân để tôi." Cường nói với Xuân rồi đặt tay mình lên tay nắm chiếc xe lăn thay cô. "Cảm ơn anh." Xuân vội rút tay lại nhưng vẫn không kịp mà chạm vào tay Cường. Cô hơi ngại ngùng, hai má hơi ửng đỏ lên. Chả hiểu sao cô lại có cảm giác này dù cô không còn trẻ nữa cái cảm giác như lần đầu được chạm vào người chàng trai của một cô thiếu nữ họ đi ra một quán cà phê gần đó câu chuyện về sườn thêu của xuân càng làm cho cường có thêm nhiều hứng thú xuân thì như cá gặp nước cô nói say mê về làng nghề thêu của mình về những ấp ủ được mang cái nghề xưa cũ của ông cha truyền lại cho thế hệ sau cô rất vui mừng và tự hào vì đã giữ được nghề nhưng cô còn mong muốn nhiều hơn thế nữa cô muốn cả những người đi xa quê hương vẫn nhớ tới nghề và cả những người bạn quốc tế phải biết đến nghề thêu của người việt nam cô nói chuyện cứ như thể cường không phải là người xa lạ mà là một người bạn thân thiết đã từ lâu cường để mặc cho xuân cứ nói ngồi lắng nghe rồi gật gù anh như thể cậu trò nhỏ ngồi nghe cô giáo của mình say sưa giảng bài một cách thích thú dù đề tài khá dài nhưng không hề nhàm chán hãy nhìn thái độ của hai người thì biết mình bị thừa rồi Cùng nói chuyện kéo dài hai tiếng đồng hồ Chả ai bảo ai Ngay cả Hạnh không được xen vào câu chuyện Giữa hai người họ cũng ngồi im thiên thít Cho đến khi cái bụng réo ẩm lên Họ mới biết là đã quá giờ trưa rồi Thôi chết tôi vô ý quá Cũng quá trưa rồi Cho phép tôi được mời hai chị em dùng bữa ngày hôm nay nhé Cường mở lời trước Hạnh nhìn Xuân gật đầu Em cũng đói quá rồi chị Cái bụng đã réo ẩm từ nãy giờ Mà không dám nói Xuân nghe Hạnh nói như vậy thì vừa thương vừa bật cười. "Vậy là coi như Xuân đồng ý nhé." Cường nói rồi đứng dậy trước gọi nhân viên phục vụ lại thanh toán tiền. Cường gọi anh chàng tài xế taxi lái xe cho mình từ hồi sáng đang chờ anh ngoài bãi đỗ xe. Cường bao trọn gói anh chàng cả ngày hôm nay rồi. "Cậu biết ở đây có quán ăn nào ngon thì dẫn chúng tôi đi nhé." Cường nói với tài xế. "Quán ngon thì nhiều lắm, quan trọng là anh chị muốn ăn quá như thế nào." anh cường có thích ăn những món dân dã không hạnh bất ngờ xen vào ồ tôi rất là thích đấy vậy thì theo tôi hạnh tỏ ra khá tự tin cường không biết rằng hạnh trước đây không phải là một anh chàng nông dân tật nguyền mà từng là một tiến sĩ cùng sống ở thành phố nên anh khá dành những quán ăn ở đây tất nhiên cường không thể nào biết rõ về những điều riêng tư này của hạnh rồi thế nên anh tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe hạnh tự tin như vậy xuân thấy em trai rất vui vẻ và tự nhiên với cường thì cũng thấy vui lây có lẽ là những người cùng tần số khi gặp nhau thường mang lại cho nhau cái cảm giác an toàn và ấm áp như vậy lấy lý do là tìm hiểu thêm về nghề thêu của làng cường xin phép được về tận nơi để tham quan xưởng thêu của xuân rồi chẳng hiểu cái xưởng thêu bé nhỏ ấy hay người con gái ở làng quê bình dị kia đã kéo cường nán lại lâu hơn Thấy ngày nào Cường cũng đi đi lại lại Từ thành phố về làng Hạnh cũng ái ngại thay cho Cường Có lần anh hỏi thẳng Cường Đường xá xa, xa xôi như vậy Ngày nào anh cũng xuống đây có vất vả quá không Không ngờ Cường nói lớn Từ nước Mỹ về Việt Nam Tôi còn chẳng quản ngại đường xa Nữa là mấy chục km từ thành phố về làng Cậu không biết đâu Có những thứ xa nan mới thấy hết giá trị Của kết quả mà mình đạt được Rất đáng, vô cùng đáng câu nói đầy ẩn ý của cường khiến hạnh không khó để đoán ra nhưng anh cũng muốn dò ý cường thêm một thời gian nữa mới dám hỏi thẳng cùng là đàn ông nên anh cũng hiểu được phần nào tâm ý của cường hạnh hiểu cường không chỉ mê xưởng thiêu mà mê mẩn luôn người chủ của cái xưởng thiêu ấy mất rồi chỉ cần nhìn thái độ ân cần của cường và cả ánh nhìn của cường đối với xuân anh đã hiểu rồi không biết xuân có hiểu được tâm tư này của cường hay không nhưng có vẻ xuân không để tâm lắm thì phải cũng có thể cái vấn đề trong tâm trí xuân lúc này đó là công việc nên cô không để ý nhưng tất cả mọi việc không thể nào qua mắt hạnh được cường đến lúc thì gặp xuân lúc thì không người tiếp cường chủ yếu là hạnh nhưng anh vẫn rất vui vẻ khi được nói chuyện với hạnh hạnh cũng thấy vui và thoải mái khi nói chuyện cùng cường họ là những người đàn ông tử tế và đã cùng trải qua nhiều biến cố của cuộc đời cường đi trước hạnh nên anh hiểu rõ và thông cảm được nỗi đau của hạnh cũng không hiểu lý do vì sao hạnh lại dễ dàng bày tỏ lòng mình với cường như vậy có thể vì hạnh mất bố sớm dù có các chị nhưng bóng của một người bố vẫn khuyết thiếu trong tâm hồn anh dù xuân và hoa có bù đắp như thế nào thì cũng không thể bù đắp được trọng trách của một người cha trong lòng anh ở cường có tất cả những điều mà người đàn ông có được sự từng trải và lắng nghe sự thấu hiểu của anh khiến hạnh có cảm giác an toàn và tin tưởng không biết có phải vì cường nhìn thấu lòng người hay không nhưng cách anh tiếp cận với hạnh đã là một thành công rồi anh muốn tìm hiểu về xuân thì không có người nào thích hợp hơn là hạnh qua hạnh cường biết xuân từng có một mối tình và chỉ có một mối tình duy nhất trong cuộc đời mình cường không hiểu vì sao xuân lại không yêu ai nữa có phải vì trách nhiệm với hạnh hay vì cô quá sâu đậm với mối tình kia anh muốn hỏi xuân nhưng bây giờ thì không tiện chút nào đối với cường xuân là cả một kho tàng rất bí ẩn đây chỉ là bước đầu mà thôi lòng dạ người đàn bà như đại dương vừa mênh mông vừa sâu thẳm cường càng tiếp xúc với xuân càng nói chuyện với hạnh về xuân anh cảm thấy xuân đúng là như vậy nhưng chính cái sâu thẳm như đại dương bao la kia lại vô cùng kích thích anh những người đàn ông như anh thì luôn luôn thích chinh phục mục tiêu càng khó khăn thì lại càng hấp dẫn và kết quả càng có nhiều ý nghĩa. Cường chưa từng nghĩ những năm sau này của cuộc đời mình lại có một người đàn bà khiến anh phải mất nhiều tâm trí để suy nghĩ như vậy. Anh cho đó là điều may mắn, một món quà mà ông trời đang thử thách anh, muốn anh bước qua để lật sang một trang mới của cuộc đời mình. Sự xuất hiện của Cường đương nhiên không tránh khỏi sự bàn tán của mọi người. Người ta đồn rằng Xuân có một đại gia Việt kiều Mỹ theo đuổi xuân cũng nghe phong phanh điều đó nhưng không quan tâm nhiều bởi vì điều tiếng ở cái làng này cô nghe quen rồi chỉ có điều là sự đối mặt giữa cường và lưu khiến cô khó xử lưu cũng nghe nói có một người đàn ông giàu có thường xuyên lui lại nhà xuân nên quyết tâm tìm hiểu đến để giáp mặt xem anh ta là người như thế nào sau khi nắm được lịch trình của cường anh ta chờ ở đầu ngõ nhà xuân cuối cùng thì cường cũng đến Lưu cơ bản đã có thể đi lại được Không cần sự trợ giúp của chiếc nạng gỗ Nhưng bước chân vẫn tập tễnh Anh ta đứng chặn trước đầu xe taxi của Cường Anh tài xế thấy có một người đàn ông trước mũi xe mình Thì sợ hãi dừng lại Cường nhìn ra ngoài Thấy có gã đàn ông lạ đứng chặn trước xe Nhìn chằm chằm vào mình Đã có cảm giác điều gì đó không bình thường rồi Lưu đi thẳng lại chỗ cửa kính Bên cạnh Cường gõ gõ Cường ra hiệu cho tài xế mở cửa kính xuống anh là cường lưu hỏi vâng có chuyện gì sao tôi muốn gặp anh tôi và anh không quen nhau anh gặp tôi có chuyện gì cứ nói ở đây cũng được không quen trước sau cũng quen thôi chuyện này không tiện nói ở đây cường nhìn xung quanh có chút đề phòng dù sao anh cũng là người lạ đến cái làng này cũng sợ có vài kẻ côn đồ không tốt làm gì đó ảnh hưởng đến mình nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm điều gì xấu hơn nữa xung quanh cũng không có thêm tên đàn ông nào khả nghi Anh cầm nắm tay cửa định đi xuống Thì anh tài xế túm lấy tay anh ngăn cản Anh đừng đi Lỡ anh ta làm gì anh thì sao Cường nhìn anh tài xế cười Không sao cậu yên tâm Nói rồi anh bước xuống xe trước mặt lưu hỏi Anh muốn đi đâu Ra quán nước đầu làng Được Anh tài xế thấy Cường và lưu nói chuyện xong Định dẫn nhau đi đâu đó thì vội bước xuống kêu anh cường có cần tôi chở đi không không cần đâu cậu cứ đứng đây chờ tôi cường xua tay nói vậy có được không anh cậu yên tâm thế nhé cường vẫy tay chào cậu tài xế thân quen của mình rồi không quên cười với cậu ta một cái để cậu ta yên lòng lưu dẫn cường ra một quán nước cách nhà xuân gần cả trăm mét được rồi giờ có chuyện gì cậu nói đi tôi nghe đây anh là gì của xuân Lưu đi thẳng vào vấn đề một cách hơi lỗ mãng. Cửa nghe qua là biết ngay Lưu đang muốn điều gì. Anh nhấp một ngụm trà rồi đùng đỉnh cười nói. Tôi là một người bạn thân thiết và cũng là đối tác làm ăn của Xuân. Người bạn thân thiết ư? Sao tôi chưa từng biết anh? Xuân có những người bạn nào thân thiết với ai làm sao phải nói cho anh biết chứ? Tôi là người yêu của cô ấy tôi có quyền được biết. Lưu tức giận quá mà nói năng một cách hồ đồ nhưng anh ta lại coi thường cường mất rồi cường không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của lưu cũng không tức giận mà nhếch môi cười theo tôi được biết xuân vẫn là một người phụ nữ độc thân đó là trước đây thôi còn bây giờ cô ấy là hoa đã có chủ tôi cảnh cáo anh không được mon men đến gần cô ấy anh lấy tư cách gì để ngăn cản tôi đến gần xuân tư cách là người yêu anh lưu Tôi chưa từng thấy có người bạn trai cũ nào lại có tư cách đi ngăn cản người yêu của mình có bạn trai mới đấy. Anh không có cái quyền đó đối với Xuân. Ngay cả không phải tôi thì anh cũng không có quyền ngăn cản bất cứ người nào đến gần Xuân." Cường nói một cách rất điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc. "Sao anh lại biết tên tôi?" Lưu giật mình. "Có phải cô ấy đã kể về tôi cho anh nghe? Cô ấy đã nói gì về tôi?" Tự dưng, Lưu thấy mất tự tin ghê gớm, ban đầu hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bây giờ anh tỏ ra tự ti về bản thân bấy nhiêu như vậy là anh không hiểu gì về người yêu cũ của mình rồi vậy thì anh không xứng đáng có được cô ấy anh lưu tức tối nắm chặt tay cậu định làm gì tôi anh đừng quên ở nơi đây tôi mới là chủ anh chỉ là chủ của ngôi nhà anh đang ở mà thôi anh là công dân của nước việt nam tôi cũng là công dân của nước việt nam cho nên ở bất cứ đâu trên mảnh đất quê hương Việt Nam này cũng là quê hương của tôi. Tôi có quyền đi và đến, không ai có thể ngăn cản được tôi. Liêu nghe vậy tức giận, đập bàn đứng phát lên. Anh muốn chết hả? Có tin tôi đập gãy chân anh không hả? Đừng có cậy nhiều tiền mà về đây muốn làm gì thì làm nhé. Cường nhấp thêm một ngụm trà nữa lắc đầu. Tôi không phải là người nhiều tiền như anh nghĩ. Càng không phải cậy nhiều tiền muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là kiểu người hồ đồ như thế nhưng trước hết nói ra điều gì Anh nên nhìn lại mình đi đã Anh đứng còn không vững Thì anh sẽ làm gì được tôi Khốn kiếp Lưu hùng hổ túm cổ áo cường gầm gừ Tao cảnh cáo mày một lần nữa Không được đến gần Xuân nghe chưa Nếu không mày không còn mạng mà ra khỏi cái làng này đâu Ôi các chú đừng đánh nhau ở đây Tôi xin các chú Người đàn bà trung niên là chủ quán nước này Thấy hai người đàn ông giảng con nhau Thì chạy ra can Chị yên tâm không có chuyện gì xảy ra đâu cường quay lại nói với người phụ nữ để bà ấy yên tâm rồi mới nhìn về phía lưu anh cầm lấy tay lưu hất ra khỏi áo mình nói nếu anh còn yêu xuân thì hãy cạnh tranh với tôi một cách công bằng và văn minh đi tôi nghĩ xuân xứng đáng với một người đàn ông hơn như thế này nhiều nếu như xuân không chấp nhận tôi mà chấp nhận anh thì anh hãy làm gì đó để mình xứng đáng với một người phụ nữ tốt như cô ấy những ngón tay đang nắm chặt cổ áo cường của lưu bỗng tự nhiên buông rời ra anh ta xấu hổ trước câu nói của cường nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước nói rồi cường đi lại chỗ người phụ nữ trả tiền nước xong xuôi anh gật đầu chào lưu đang đứng sững sờ nhìn mình một lần nữa rồi mới quay mặt đi người tài xế của cường lúc nãy cũng tò mò chạy theo người khách quý của mình để theo dõi xem có chuyện gì xảy ra không mà can ngăn kịp thời lúc lưu nắm cổ áo cường anh định chạy lại can ngăn nhưng thấy cường điềm tĩnh và giải quyết một cách gọn gàng anh ta mới dừng lại rồi quay vào xe anh làm tôi hú hồn một phen lúc ngồi lên xe rồi anh ta mới hoàn hồn lại tôi đã nói cậu không cần phải lo rồi mà lo chứ sao không lo cả anh và tôi đều từ xa đến đây lỡ anh ta rủ đồng bọn ra tận cho anh một trận thì tôi biết làm thế nào cường cười phá lên trời không đến mức như vậy chứ tôi có làm gì sai đâu mà nhỉ anh tài xế vừa lái xe vừa lắc đầu cười thầm cảm phục người đàn ông này quá cường vào đến nhà xuân thì thấy hạnh đang ngồi sẵn ở ghế đá ngoài vườn chờ anh rồi cường quay lại nói với anh tài xế taxi cậu cứ đi đón khách đi khi nào tôi gọi thì hãy đến vâng anh tài xế ngoan ngoãn nghe lời cường rồi quay đi cường tiến đến bên cạnh bàn hạnh đang ngồi gương mặt tươi cười rạng rỡ như mọi lần hạnh trông thấy cường thì cũng thay đổi tâm trạng hớn hở sao hôm nay anh đến muộn vậy có chuyện gì à cường ngồi xuống bàn cùng với hạnh vui vẻ tự rót chén nước rồi nhấp một ngụm thong thả nói đáng lẽ đã đến từ sớm rồi nhưng có một việc bất ngờ xảy ra việc gì thế hạnh tò mò tôi đến đây từ sớm thì gặp được một người anh ta tên là lưu Nghe đến tên Lưu Hạnh dần mình lo lắng Cái gì Anh Lưu đến tìm anh Sao anh ta lại biết anh Anh ta đến tìm anh làm gì Anh ta có nói gì hay làm gì anh không Hạnh hỏi một loạt câu hỏi Khiến Cường không kịp trả lời Cậu làm gì mà lo lắng vậy Chẳng phải tôi đã về đây một cách nguyên vẹn rồi sao Cậu xem Không sứt mẻ tí gì cả Cường đứng dậy xoay một vòng cho Hạnh thấy Rồi cười ha ha đến lúc này mà anh còn đùa nữa chắc là anh ấy đã biết chuyện rồi chuyện gì thì chuyện anh đến đây chứ sao nữa chắc là anh ta cũng nói anh ta là ai rồi đúng không cường thực ra là đang muốn đùa hạnh cho vui để xem hạnh nói thế nào về lưu mà thôi chứ thực ra anh cũng biết hạnh đang lo lắng cho mình nên anh vui lắm thật ra anh ta đến gặp tôi cũng là một điều may mắn cho tôi may mắn ư may mắn về điều gì thì có vậy tôi mới thấy được tấm lòng của cậu đối với tôi Cậu đang lo lắng cho tôi đúng không? Sao cậu lại lo lắng cho tôi? Với cương vị là gì nhỉ? Cường cố tình chọc hạnh lần nữa Anh đừng đùa nữa được không? Tôi muốn biết anh Lưu đã nói gì với anh Cường phá lên cười Rồi bỗng nhiên im bặt Vài chục giây sau anh mới lên tiếng nói Tất nhiên là tôi biết Cậu cũng đoán ra anh ta gặp tôi để làm gì rồi Nhưng cũng nhờ gặp được cậu ta Tôi mới biết Tại sao Xuân lại chỉ yêu một lần duy nhất rồi thôi? Có lẽ cô ấy thất vọng về tình yêu. Tôi nhất định phải cho cô ấy thấy được một cách nhìn khác về tình yêu." Cường nói một cách tự tin và dứt khoát. Hạnh nghe câu nói của Cường và sự tự tin của anh, cảm thấy vui lắm. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã công bằng với chị anh rồi." Hạnh thầm nghĩ. Người ta nói, đúng người, đúng thời điểm thì chắc chắn sẽ thành công câu nói của cường khiến hạnh có niềm tin về hạnh phúc của chị gái anh vào thẳng vấn đề nếu anh đã tự tin như vậy rồi thì em sẵn sàng làm tay trong giúp anh cậu hứa đấy nhé chắc chắn cường chủ động giơ bàn tay ra hạnh cũng không ngại ngùng mà tự tin nắm chặt bàn tay của cường hai người coi như đã giao kèo thành công họ ôm nhau rồi cười một cách sảng khoái mong anh hãy mang lại hạnh phúc cho chị ấy Chị ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt như anh Hạnh bùi ngồi Nói khẽ trên vai Cường Cậu yên tâm Tôi hứa quãng đời còn lại của mình Sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà tôi yêu Không dễ gì gặp được một người phụ nữ hợp ý mình Trong khoảng thời gian này Tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội Giờ có cậu trợ giúp nữa Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công Chị cậu Người phụ nữ ấy rất xứng đáng được hạnh phúc Và được yêu thương Cường đáp lại lời hạnh một cách chân tình Cảm ơn anh rất nhiều Hạnh sùi sùi Cậu khóc đấy à Cường lại chọc Hạnh Ai mà khóc chứ Rõ ràng là tôi thấy vai tôi ươn ướt Là tôi xúc động đấy Cường buông tay Hạnh rồi nhìn vào anh Giờ thì tôi hiểu vì sao Xuân lại yêu thương cậu đến vậy Tình cảm của chị em cậu Khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ Trong khi anh chị em người ta Thần ai nấy lo Thậm chí còn tranh giành đấu đá nhau vì tài sản Thì chị em nhà cậu luôn cưu mang đùm bọc và hy sinh vì nhau loại tình cảm này thật hiếm thấy nếu tôi không về đây chứng kiến thì chắc là tôi không tin đâu có một người phụ nữ đã vì em mình mà hy sinh cả thanh xuân thậm chí cả hạnh phúc có một người em trai luôn tôn thờ và mong mỏi hạnh phúc đến cho chị mình đúng là khó kiếm khó tìm nhưng không phải là không có trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cường nói như thể đang tự sự với bản thân mình. Anh nghĩ lại hoàn cảnh của mình giờ chẳng còn ai thân thiết. Bố mẹ, anh chị em đều không còn nữa. Ngay cả người vợ đầu gối tay ấp cũng bỏ anh mà ra đi từ sớm. Giờ chỉ còn đứa con trai đang lập nghiệp ở bên Mỹ. Nhưng nó cũng đã yên bề gia thất, có hạnh phúc riêng rồi. Nhìn cảnh đùm bọc của chị em Hạnh, tự dưng Cường lại thèm muốn có nó. Bất hạnh của người này có khi lại là mong muốn của người khác cho nên chẳng có cái gì là tuyệt đối cả bất hạnh hay thành công cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi có chuyện gì thế xuân đi từ sườn thêu vào sân thì nhìn thấy hạnh và cường đang bá vai nhau một cách thân thiết thì ngạc nhiên hỏi à không có chuyện gì tâm sự giữa những người đàn ông thôi mà cường vội buông hạnh ra rồi cười nói một cách tự nhiên còn hạnh thì có vẻ như vẫn đang còn lưu lại một chút xúc động trên khóe mắt xuân nhìn kỹ vào mắt em trai hỏi Thật không có chuyện gì chứ Không có Hạnh cố nhuền miệng cười để chị yên lòng Đúng là hai cái người này Làm chuyện gì mờ ám không muốn cho tôi biết phải không Chuyện mờ ám thì không có Nhưng chuyện này chắc chắn sau này Xuân sẽ biết thôi Cường nói Xuân nhìn Cường có vẻ hoài nghi Nhưng rồi cô lại quay trở về với công việc Tôi có chuyện này muốn bàn với anh đây Cường nghe Xuân nói vậy Thì hồ hởi hỏi luôn Chuyện gì vậy Xuân ngồi xuống bên cạnh Hạnh rồi lấy từ trong túi ra mấy bức tranh bằng giấy và một mảnh vải đã được thiêu xong rồi. Đây là mấy mẫu thiêu mới, là tranh của một họa sĩ, là bạn của tôi đấy. Còn đây là một mẫu thiêu tôi đã thiêu sẵn, anh xem xem thấy thế nào. Cường nhìn thấy mấy bức tranh và mẫu thiêu của Xuân đưa cho thì liền bị cuốn hút ngay vào đấy. Anh say sưa ngắm mấy bức vẽ và tấm vải đã được Xuân thiêu sẵn. Hạnh thấy hai người lại bắt đầu cuốn vào câu chuyện của mình thì thấy bản thân thừa rồi nên nói Hai người cứ ở đây mà bàn bạc nhé Em ra ngoài kia đây Ừ Xuân nói mà không nhìn vào em Chỉ có Cường là nhìn về phía Hạnh mỉm cười Hạnh đưa ngón tay chúc may mắn Rồi tự mình đẩy xe lăn đi về phía góc bếp của mình Xuân lại bắt đầu lật những bức tranh tiếp theo Để giới thiệu cho Cường xem Những bức tranh này Vẽ về chủ đề làng quê của nông thôn Bắc Bộ Cường say sưa ngắm bức tranh Mà Xuân đã thiêu sẵn Xuân say sưa giải thích Đây là bức tranh mà cô thích nhất nên đã thử thêu trên nền vải lụa xem có thích hợp không. Bức tranh có tên là Vườn Trưa, vẽ cảnh một ngôi nhà với mái ngói rêu phong, một con đường dẫn vào sân nhà có ụ sơm vàng trước ngõ. Con gà trống đang đứng trên ụ rơm cất tiếng gáy. Trước sân là dàn mướp hoa vàng có treo lồng lẳng mấy quả mướp non bấn. Ngoài sân lúa vàng óng ánh. Tất cả như vẽ lên một bức tranh của làng quê xưa cũ, sống động một cách tài tình qua từng mũi chỉ thêu của người con gái tài năng và cần mẫn. Bức tranh này vẽ bằng màu đã khó rồi mà bằng chỉ thêu nữa thì lại càng khó hơn. Cách phối màu và sự mượt mà trong từng mũi chỉ thật tinh tế biết bao. Cường vuốt từng mũi chỉ như thể đang vuốt ve một cách trân trọng tâm huyết của người nghệ nhân đã tạo ra nó. Tôi thật khâm phục tài năng và sự cẩn mẫn của Xuân đấy. Nó thật có hồn và sống động y như thật. Bức tranh này xuân thêu trong bao nhiêu lâu cũng hơn một tháng đấy thế mà trước đó sao xuân không nói với tôi trước đó tôi chưa thêu xong với lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh nên không dám nói thế bây giờ xuân đã tin tưởng tôi rồi chứ có tin hơn trước một tí có nghĩa là lúc trước xuân không tin tôi cường nhìn vào mắt xuân thấy xuân hơi khửng lại anh vội giải thích tôi nói đùa xuân thôi chưa tôi biết vừa gặp một người làm sao có thể tin tưởng họ được nhưng bây giờ nghe xuân nói xuân đã tin tưởng tôi rồi tôi vui lắm vâng những mẫu thêu này xuân đã thêu ở mặt hàng nào chưa mẫu thêu này hơi lớn nên tôi chưa có dự định thêu ở mặt hàng nào cả tại vì tôi thấy các bức tranh này đẹp quá nên thêu thử còn những mặt hàng như khăn tay nón lá khẩu trang tôi đang làm kia chỉ thích hợp với những bức tranh đơn giản và nhỏ lẻ thôi thế này nhé Tôi có một ý tưởng thế này. Những bức tranh phong cảnh lớn thích hợp với những sản phẩm như treo tường hoặc vài áo dài truyền thống, khăn tròn lớn. Những sản phẩm này rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài. Để tôi thử liên hệ với một người bạn là chủ cửa hàng bán khăn tròn xem họ có muốn hợp tác để thiêu tay các sản phẩm này lên khăn lụa không. Tôi nghĩ là rất khả quan đấy vì tôi cũng đã đi khảo sát các thị trường bên đó. Một số khách hàng người Việt xa quê hương ưa chuộng những mẫu thiêu tay truyền thống trên áo dài thì chắc là họ sẽ yêu thích những mẫu khăn lụa thôi. Nếu được như vậy thì tốt quá. Xuân nói như reo lên. Nhìn nụ cười Xuân dạng dỡ trên môi, cường thấy lòng mình sao xuyến làm sao. Ở Xuân có cái gì đó tỏa ra dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu. Cái cảm giác hơi xe xe lạnh mà bỗng được đón ánh nắng vào buổi sớm ấy. Cường thấy lòng mình dễ chịu lắm. Bao lâu rồi anh không có cái cảm giác này, vừa thân quen, vừa thoải mái lại còn có cảm giác lâng lâng bay bổng trong tâm hồn ánh mắt anh dừng lại đọng trên đôi môi xuân khiến cô cũng bất giác tắt lệm nụ cười tự dưng cô thấy bối rối rồi cúi xuống không dám nhìn về cường nữa tôi xin lỗi tôi vô duyên quá cường cũng thôi không nhìn xuân nữa mà cúi xuống ngượng ngùng nói cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng vô hình không ai nói với ai lời nào nữa mà chỉ còn những cảm xúc bối rối thẹn thùng đang bùa vây lấy họ. Sau giây phút lặng im, Cường lên tiếng trước, anh kể về cuộc đời của mình cho Xuân nghe. Nhà Cường vốn nghèo, có một người anh, nhưng vì nhà nghèo quá nên chỉ có một mình Cường đi học mà thôi. Cường học rất giỏi, anh tốt nghiệp đại học bách khoa, khoa cơ khí chế tạo máy. Sau đó được học bổng đi du học ở Mỹ. Ban đầu anh không muốn đi, nhưng vì bố mẹ muốn con cái học hành đến nơi đến chốn có danh, có phận, cho dạng dỡ dòng tộc nên khuyên anh đi. Nhà dù sao cũng có hai người con trai, đã có anh Cường ở lại lo cho bố mẹ rồi. Cường nghe lời ông bà đi xuất ngoại, thì ở nhà không may, anh trai của anh lên cơn sốt rét rồi qua đời, vì không có tiền đi bệnh viện chạy chữa. Lúc đó đang học nên anh không thể về được. Cường hối hận lắm. Học xong, anh ở lại tiếp tục học bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh rồi giúp bố mẹ sang ở cùng. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh khi được sum họp cùng gia đình và báo hiếu bố mẹ cũng trong thời gian này anh gặp được vợ anh là bác sĩ cũng là người việt sang đây du học rồi định cư cứ tưởng hạnh phúc nối thêm hạnh phúc niềm vui chấp cánh niềm vui nhưng đúng là người tính không bằng trời tính vợ anh qua đời sau một ca sinh khó dù chính bản thân cô là bác sĩ cũng không cứu được chính mình chỉ cứu được đứa con cường ở vậy nuôi con với sự trợ giúp của ông bà nội rồi sau đó do tuổi già sức yếu bố mẹ cường cũng lần lượt qua đời để lại cường và đứa con trai bơ vơ trên đất khách nhưng lúc này sự nghiệp danh vọng của cường đã ổn định nên cũng không ảnh hưởng gì lắm dù thiếu thốn tình cảm nhưng bù lại công việc rất hanh thông đứa con trai duy nhất cũng học giỏi và ngoan ngoãn nó theo nghề mẹ và lấy vợ sớm hai vợ chồng cùng làm bác sĩ và sống riêng cường sống những ngày độc thân nhưng anh không thấy cô độc nữa có lẽ hơn 20 năm nuôi con một mình, anh đã quen với cuộc sống này. Anh tìm niềm vui trong việc kinh doanh của mình. Cường có một chuỗi cửa hàng áo dài truyền thống, chủ yếu là về lụa. Anh đau đáu trong lòng, muốn mang những nét đẹp truyền thống của Việt Nam vươn tầm thế giới. Tuy đi xa quê hương đã lâu, nhưng anh luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Những kỷ niệm xưa cũ về ngôi làng, giếng nước, cây đa vẫn luôn ẩn hiện trong tâm hồn anh Xuân lắng nghe câu chuyện cuộc đời của Cường bằng tất cả tấm lòng của một người bạn tri kỷ. Cô không ngờ ẩn sau thân hình của một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, lịch lãm kia lại là một tâm hồn lãng mạn và thơ giải. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Xuân cảm thấy mình có nhiều nét đồng điệu với tâm hồn của Cường. Cô không còn thấy ngại ngần như trước kia nữa mà thấy thật gần, thật thương làm sao ấy. Sao anh lại kể những chuyện này cho tôi nghe? xuân bất giác hỏi cường quay lại nhìn xuân tôi muốn em hiểu về tôi nhiều hơn tôi cũng rất xin lỗi em vì chưa xin phép đã tìm hiểu về em qua hạnh bởi vì tôi thực sự rất tò mò và muốn biết về em nhiều hơn chuyện này anh cũng không cần xin lỗi tôi đâu xuân khẽ nói còn một chuyện nữa tôi cũng muốn em biết đó là chuyện tôi đã gặp lưu hả anh gặp anh ta rồi sao xuân thốt lên đầy ngạc nhiên sao anh lại đi gặp anh ta không phải tôi tự nhiên đi gặp mà do anh lưu đó đã tìm gặp tôi anh ta tìm gặp anh sao anh ta đã nói gì với anh anh ta không làm gì anh chứ thái độ và cách ứng xử của xuân giống hệt của hạnh lúc nãy cường có thể nhìn rõ xuân đang lo lắng cho anh trong lòng cường ngọn lửa hy vọng lại càng bùng cháy hơn không anh ta không làm gì tôi cả anh ta chỉ nói với tôi rằng không được đến gần em cường bất ngờ đặt tay mình lên bàn tay của xuân đang để trên bàn nói khẽ xuân anh biết bây giờ là hơi đường đột vì thời gian chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu nhưng anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa xuân hãy cho phép anh được tìm hiểu em em có thể khoan trả lời anh nếu chưa muốn nhưng xin đừng vội từ chối lời đề nghị này của anh xuân rất bất ngờ trước lời tỏ tình đường đột của cường cô hơi luống cuống từ từ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của cường một khoảng im lặng giữa hai người đang lan dần ra tự dưng cường thấy trong lòng lo sợ vô cùng bao nhiêu năm lan lộ trên thương trường đứng trước bao nhiêu tình huống sống còn với các đối thủ anh chưa bao giờ lo sợ mình bị thất bại như bây giờ những ngón tay anh bất giác hơi run run nhưng anh cố điều khiển để nó không cử động anh muốn mình giữ được vẻ bình tĩnh và chủ động trước người con gái mà anh yêu xuân cũng cảm nhận rõ sức nặng của bầu không khí đang đè nén giữa hai người đúng là rất khó để nói gì trong lúc này bởi chính bản thân cô cũng còn chưa xác định rõ tình cảm giữa cô và cường là loại tình cảm gì tất nhiên đó là một loại cảm hứng nhưng xuân chưa từng nghĩ đó là tình yêu giữa nam và nữ cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là những thiện cảm giữa những người tử tế với nhau mà thôi nhưng nói gì thì nói cũng phải cho cường một câu trả lời bởi vì cô và cường đều là những người đã trưởng thành thậm chí có thể gọi là những người đã bước sang bên kia dốc của cuộc đời không thể lấp lửng nhất là lại trong tình cảm suy nghĩ gì vài phút xuân quyết định trả lời cường anh cường em rất trân trọng những lời bày tỏ chân thành của anh vừa rồi nhưng quả thật là em đang rất bất ngờ em chưa sẵn sàng cho chuyện này như anh nói vừa nãy em không từ chối anh nhưng xin anh cho em thời gian để suy nghĩ anh không ngại chờ đợi em chứ Tất nhiên rồi Chỉ cần em không từ chối Thì chờ bao nhiêu anh cũng sẵn lòng Cường gieo lên một cách vui mừng Không thể giấu được cảm xúc của mình Như thể cậu bé đang đứng trước lời phán quyết đúng sai của thầy giáo Trước đáp án mà cậu vừa đưa ra Anh rất sợ Xuân nói ra lời từ chối Bây giờ Xuân đã nói và những lời này thì anh chắc chắn đến 70% là mình đã thành công rồi cường không dám chạm vào tay xuân lúc này dù anh đang rất muốn đôi bàn tay thừa thãi không biết làm gì xuân nhìn điệu bộ của cường lúc này y hệt như những cậu chàng đứng trước một cô gái mà mình thích nhưng không dám tỏ tình đúng là không ai bình thường khi yêu cả xuân tiễn cường ra đến tận ngõ mới quay vào thì thấy nhân đang đứng bên cạnh hạnh đẩy xe lang cho anh cả hai người đang nhìn về phía xuân có chuyện gì thế xuân thấy hai người nhìn mình một cách lạ lùng thì liền hỏi À không có gì Bọn em nấu cơm xong rồi Định kêu chị vào ăn Ừ chờ chị một chút Để chị cất mấy bức tranh đi đã Xuân không để ý thấy ánh mắt tò mò của Nhân và Hạnh Cô đi lại chỗ bàn ghế đá hồi nãy Cất mấy tờ tranh rồi mang vào trong nhà Hạnh nhìn bóng dáng chị Cho đến khi khuất Rồi mới chợt hỏi một cách bâng quơ Nhân thấy hai người họ thế nào Đúng là một đôi ông trời sắp đặt Anh Cường là người đàn ông đàng hoàng Tôi nghĩ rất hợp với chị Xuân đời người phụ nữ chỉ cần mong có thế nhân cũng thấy như thế ư ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra điều đó anh hạnh định tác hợp vào cho hai người họ à đúng vậy đáng lẽ chị ấy nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình từ lâu rồi mới phải chỉ tại tôi tôi là hòn đá ngáng chân chị ấy đi tìm hạnh phúc của mình vì tôi mà chị ấy đã chỉ hoãn cuộc đời mình quá lâu rồi hạnh nói giọng trùng xuống ánh mắt đăm đăm như thể đang tự trách bản thân mình nhưng tôi thì nghĩ khác tôi có thể hiểu được nỗi lòng của chị xuân có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chị ấy đó là nhìn thấy những người thân của mình sống vui vẻ và hạnh phúc anh cũng đừng tự trách bản thân mình nữa không ai muốn mình lâm vào hoàn cảnh chớ chiêu cả mỗi người đều có một nỗi khổ riêng nhưng cái quan trọng là biết đứng dậy và luôn có khát khao vươn lên trong số phận nghiệt ngã tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng và có quyền hạnh phúc chị xuân đã làm được điều đó và đang là chỗ dựa vững chắc để nâng đỡ anh tiếp tục vượt qua trở ngại của cuộc đời mình. Anh đã dần bước lên phía trước rồi. Chính lúc này là lúc thích hợp nhất chị Xuân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi nghĩ chính là ông trời đang sắp đặt cho chúng ta đấy. Nhân nói một cách tràn trẻ hy vọng, cô như đang nói cho chính cuộc đời của mình. Người phụ nữ cũng vừa đi lên từ bất hạnh. Hoàn cảnh của cô cũng chớ trêu không kém hạnh là mấy Cô gái trẻ vừa học xong lớp 12 thì bất ngờ mang thai với bạn trai. Cái thời hơn chục năm về trước, việc có thai trước khi cưới là một điều vô cùng tội lỗi và mất mặt. Bạn trai cô khi đó đang học đại học, vì có thai nên bố mẹ cô muối mặt đến cầu xin nhà người ta cưới con gái mình. Bên nhà trai cũng đồng ý cưới, nhưng với một điều kiện, nhân không được đi cửa trước mà phải đi bằng cửa sau. Cái đám cưới nhanh gọn chỉ trong một ngày tất cả thủ tục. Lễ ăn hỏi, chạm ngõ và cưới. Lễ vật đơn giản chỉ có mấy mâm quả và vài mâm cỗ rồi rước cô dâu về. Nhân bỏ giờ việc học hành để về làm dâu khi tuổi đời vừa bước qua 18. Nhà chồng thấy ngứa mắt vì đứa con dâu phá hoại tương lai của con trai họ nên vô cùng coi thường nhân. Dù cô đang mang thai nhưng họ đối xử với con dâu vô cùng tệ bạc người con gái lầm lỡ tuổi đôi mươi biết thân biết phận phục tùng nhà chồng bố mẹ đẻ sau khi gả được con gái đi cũng bẵng luôn vì sợ con về làm mất mặt gia đình nhân lầm lũi sống bên nhà chồng như một con ở những tháng cuối thai kỳ cô vẫn đi làm đồng một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn rồi bỗng dưng rơi vào bi kịch gia đình bên cạnh không có ai bạn bè thì cười chê gia đình thì ruồng bỏ không chống chọi nổi Cô đã để mất đứa con của mình khi vừa đến tháng thứ bảy. Cũng lúc này cô được tin mình mất khả năng làm mẹ mãi mãi. Gia đình chồng lấy cớ đó để dúi chồng cô bỏ vợ vì anh ta là đứa con trai duy nhất. Nhân cũng không còn mặt mũi nào và hy vọng nào đành chấp nhận ly hôn trong tủ nhục và cay đắng. Cô không quay về nhà mẹ đẻ mà khăn gói đến nhà một người gì cũng sống độc thân như mình ở nhờ. Dì cháu đùm bọc nhau. Dì nghe nói Xuân có mở sườn theo nên đã đến xin cho nhân học theo và làm việc ở đây cuộc đời nhân dù có trải qua bao nhiêu bi kịch như vậy nhưng cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống hạnh ngước mặt nhìn lên nhân người phụ nữ cũng có phần bất hạnh không kém gì anh nhưng lúc nào cũng tràn trề hy vọng và khát khao được sống được cống hiến cho cuộc đời này bỗng dưng hạnh thấy gương mặt của nhân sáng bừng lên như thể anh vừa nhìn thấy chính mình đã bước ra khỏi hố sâu của cuộc đời mình và đang từ từ đi lên một cách hiên ngang, đầy tự tin và bản lĩnh. Tối, ăn cơm xong, hai chị em Xuân và Hạnh ngồi xem tivi. Xuân vẫn còn theo giờ bức tranh nên chưa đi nghỉ sớm, dù cả ngày hôm nay cô rất bận. Hạnh cũng thường thức cùng chị mỗi lần Xuân còn bận việc. Anh không muốn để lại chị một mình, nhất là những lúc đêm tối như thế này. Tuy là xem tivi đấy, nhưng mỗi người đang suy nghĩ về một hướng câu chuyện cường nói với xuân từ chưa đến giờ cô vẫn còn để ở trong lòng thật sự là có quá nhiều vấn đề cần phải nghĩ dù sao trong chuyện này hạnh vẫn là người có vai trò lớn với xuân hạnh phúc của cô luôn luôn có sự góp mặt của người em trai này cô muốn biết ý kiến của cậu ấy nghĩ vậy xuân bỏ bước theo xuống ghế sofa rồi nhìn hạnh khẽ hỏi hạnh em thấy anh cường là người như thế nào Hãy nghe câu hỏi này của chị thì ngưng mắt nhìn Giang Xuân. Anh có chút bất ngờ nhưng lại thấy vui vì cuối cùng chị mình đã lên tiếng trước. Anh Cường là một người đàn ông tử tế và đáng tin cậy. Sao em dám khẳng định là anh ta đáng tin cậy? Hạnh quay đi không nhìn Xuân mà nhìn vào khoảng không xa xăm nói. Sau thất bại trong cuộc hôn nhân của mình, em nhận ra rằng mối quan hệ vợ chồng không chỉ có tình yêu mà cần phải có sự tử tế và trách nhiệm tình yêu thì sẽ phai mờ theo năm tháng nhưng chính sự tử tế và trách nhiệm sẽ gắn kết họ lại để tìm cách giữ gìn ngọn lửa tình yêu trong hôn nhân anh cường đối với chị đều có cả ba thứ ấy điều này thật hiếm có ở một người đàn ông đặc biệt là một người đàn ông thành đạt như anh ấy thật không dễ dàng gì tìm được một người đàn ông thứ hai đâu chị nhìn vào cách anh ấy trân trọng người vợ cũ có thể hiểu được một phần tính cách con người của anh ấy là quá tử tế rồi Em nghĩ, anh ấy là món quà của ông trời đã sắp đặt mang đến cho chị. Em mong chị hãy đón nhận nó, đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Em bây giờ đã rất ổn, trong lòng em chỉ áy náy một điều, đó là vì em mà chị đã hy sinh quá nhiều. Em mong chị hạnh phúc thì tâm em mới nhẹ nhàng hơn được. Xuân nghe Hạnh nói như vậy thì tự dưng rớt nước mắt. Đúng là Xuân có chần chừ bước đi trong hôn nhân một phần là vì Hạnh nhưng cô chưa từng nghĩ đó là sự hy sinh cô thương đứa em này thương như khúc ruột của mình vậy thương thay cả phần cha phần mẹ cô đứng dậy ngồi dịch lại bên em rồi vòng tay ôm ngang lưng hạnh khóc ngốc ạ à, em đừng tự trách mình không phải vì em mà chị hy sinh hạnh phúc của mình đâu mà là duyên nợ chưa tới đây thôi người ta nói đủ nắng hoa sẽ nở nên em không cần phải ái náy bất cứ điều gì với chị chị sẽ hạnh phúc dù qua ở một mình hay kết duyên cùng ai đi nữa. Em đừng lo cho chị nữa. Em là em trai của chị. Chị phải có trách nhiệm thay cha mẹ chăm sóc em. Hạnh cũng vươn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của chị ứa nước mắt. Giọt nước mắt của niềm vui và hy vọng vào những điều tốt đẹp đang đến với người chị yêu quý của mình. Xuân nói ra điều này có nghĩa là cô đã bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của mình rồi. Hạnh thấy mừng cho chị và mừng cho cả bản thân mình nữa ba ngày rồi không thấy chú cường đến nhà mình hương đâm ra sốt ruột cứ buổi chiều sau khi đi làm về là cô lại ghé qua nhà bố mẹ trước chứ không về nhà không thấy chú cường ở nhà mình cô vờ hỏi vu vơ mẹ mấy ngày hôm nay không thấy chú cường mẹ nhỉ hay chú ấy về mỹ rồi ông ấy chưa về đâu nghe bố mày nói ông ấy đang mê mẩn dưới cái làng nghề nào đó chắc còn lâu mới về Bà Ngọc nêm nếm nổi canh cua rồi nói Tuy nhà có giúp việc Nhưng ông Ngà lại chỉ thích ăn những món ăn do chính vợ nấu Nên bà Ngọc hay đích thân nấu ăn cho chồng Nghe mẹ nói thế Hương hỏi tiếp Là nghề ư Là nghề gì hả mẹ Mà chú ấy đi xuống chỗ nào Ai mà biết được Mẹ chỉ nghe bố mày nói vậy thôi Chứ không hỏi rõ Hay mẹ thử hỏi bố xem Chú ấy ở khách sạn nào dùng con với Bà Ngọc nghe thấy Con có vẻ tha thiết được biết chú Cường đang ở chỗ nào thì ngạc nhiên dừng lại nhìn con gái. Tại sao con lại muốn biết chỗ của ông ấy làm gì? Con có ý gì hả? Hương thấy cuống quá, liền chống chế vội. Đâu có đâu, con có việc muốn nhờ chú ấy giúp, mà mấy ngày nay về nhà mình không gặp chú ấy nên mới hỏi mẹ thôi. Giúp việc gì? Thì việc làm ăn ấy mà. Việc làm ăn của nhà mình đâu có liên quan gì đến nghề nghiệp của chú ấy đâu. Bà Ngọc tỏ ra nghi ngờ. Thế mẹ không biết chú ấy là thiên tài trong kinh doanh à? Con muốn chú ấy tư vấn giúp mình mấy chỗ Mà mẹ không muốn thì thôi Con không nhờ nữa Hương tỏ ra giận dỗi mẹ Được rồi, để tí tối bố mẹ về Mẹ hỏi cho Bà Ngọc nghi ngờ con gái Nhưng vẫn cái tính chiều chuộng con quen rồi Nên hễ con đòi gì Là bà đáp ứng liền Cảm ơn mẹ yêu Hương ôm cổ mẹ reo lên vui mừng Thôi buông ra cho mẹ làm nào Mày đừng có làm vớ vẩn nữa nhá Bà Ngọc cảnh cáo con gái là một người mẹ, bà quá hiểu con gái mình. Bà biết Hương tìm chú Cường không chỉ vì công việc mà còn có vấn đề gì đó. Từ cái ngày đầu tiên Hương gặp chú Cường, đã thấy con bé có cái gì đó lạ lạ rồi. Với linh cảm của một người mẹ, bà có thể cảm nhận được, nhưng bà lại cố chối bỏ cái nghi ngờ trong lòng để thỏa hiệp với con gái. Tối hôm đó, bà Ngọc cũng rủ gì với chồng xin được địa chỉ khách sạn của Cường để đưa cho con gái. Hương có địa chỉ của chú Cường thì liền lập tức đánh ô tô đến khách sạn tìm anh. Nhưng cô Lễ Tân nói Cường đã đi từ sáng sớm rồi. Hương tìm không thấy người lại không có số điện thoại của chú Cường nên bực bội ra về. Chiều hôm ấy cô lại trở về nhà mẹ đẻ. Vừa trông thấy mẹ cô đã vứt chiếc túi sách xuống ghế sofa rồi mệt mỏi ngồi xuống. Chú ấy đi đâu ấy con không gặp được. Sao cơ? Ông ấy không có ở khách sạn à? Không có, nghe lễ tân nói chú ấy đi suốt đến tối mới về có hôm đi qua đêm mới về cơ không biết đi đâu mà kỹ thế giọng hương nói vừa bực bội vừa có chút thất vọng bà ngọc thấy vậy liền an ủi con gái thôi để mẹ bảo bố mày gọi cho chú ấy xem thế nào chứ người ta về đây vì công việc nên đi suốt cũng phải đi đâu cũng phải về khách sạn mà ngủ chứ không lẽ ngủ ở đâu rồi giọng điệu của hương vừa có chút ghen tuông dù cô ta chả là cái gì của chú cường cả Đàn ông mà, tiện đâu thì ngủ đó, không trách được. Thế bố có bà đâu ngủ đó đâu, bố mà như vậy mẹ có bực không? Tự dưng Hương cao gắt với mẹ. Ờ cái con bé này, sao tự dưng lại to tiếng lên với mẹ như vậy hả? Bố mày lại khác, bố mày còn có mẹ, có gia đình mà về. Chứ ông ấy ở một mình thì ngủ đâu mà chả được, còn đang nghĩ cái gì thế hả? Hương trột dạ sợ mẹ nghi ngờ, liền dịu lại. Thì con dù sao chú ấy cũng là bạn của bố lỡ chú ấy ngủ ở đâu có việc gì thì sao bà ngọc lại nhìn con với ánh mắt nghi ngờ nhưng hương bây giờ cũng không để ý đến ánh mắt của mẹ nữa mà đang nghĩ về chú cường của cô ta không biết chú ấy đi đâu và ngủ ở đâu đàn ông mà ngủ lang thì dễ hư đốn lắm mẹ hay là mẹ hỏi bố số điện thoại của chú cường giùm con với hương bất ngờ đề nghị mẹ mà không một chút suy nghĩ gì ờ cái con này tự dưng kêu mẹ xin số điện thoại của ông ấy chẳng phải bố mày lại nghĩ này nghĩ nọ hay sao tao với ông ấy thì có chuyện gì mà xin số điện thoại của nhau hương nghe mẹ nói vậy thì suy nghĩ chốc lát mẹ nói thế cũng phải hay mày tự mà xin bố mày đi không được bố nhất định sẽ không cho con đâu con cũng đâu có lý do gì để xin số điện thoại của chú ấy chứ chẳng phải mày nói có việc nhờ chú ấy còn gì ờ, thì hương ngầm ngừng thực ra cô nói dối như vậy với bà ngọc thì được vì bà chẳng biết gì đến công việc kinh doanh của gia đình nhưng nói như thế với ông ngà thì hoàn toàn không bởi ông thừa biết công việc kinh doanh của hai người hoàn toàn khác nhau chả liên quan gì cả hương mà nói thì chắc chắn lộ sơ hở nên cô không dám hay là mẹ nhân cơ hội nào bố không để ý mẹ lấy điện thoại của bố rồi tìm số của chú ấy cho con bà ngọc nghe con gái càng nói càng thấy nghi ngờ của mình là đúng này mẹ hỏi thật có phải mày có ý đồ gì với ông ấy phải không Chứ không tại sao cứ phải lén lén lút lút thế hả Làm gì có mẹ Hương cãi bay cãi biến Mày đừng có giấu mẹ Mẹ là mẹ sinh ra mày đấy Nếu mẹ thấy phiền quá thì thôi vậy Hương lại giờ trò giận dỗi Bà Ngọc khẳng định đến 90% Là Hương có vấn đề với ông Cường rồi Nhưng trong thâm tâm bà Cũng không quá khắt khe Nên đành nói với đứa con Được rồi, có gì tối mẹ gọi lại cho Ôi, con cảm ơn mẹ Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi Hương nhảy trồm lên ôm cổ mẹ nũng nỉu Làm gì thì làm cũng phải nghĩ trước nghĩ sau đấy Đừng có làm bậy làm bạ rồi mang tiếng ra Bố mày á à, là trọng danh dự lắm đấy Bà Ngọc nhắc nhở con gái Con biết rồi mà mẹ Mẹ thấy đấy từ trước đến giờ Con có làm gì mất mặt gia đình mình đâu Hương vâng dạ tỏ ra là một đứa con ngoan Bà Ngọc lườm con gái thở dài Tuy là không đồng ý với những việc làm của con gái Nhưng bà lại luôn luôn làm theo ý con Tối hôm đó nhân lúc ông ngà đã ngủ say bà ngọc mò dậy cầm điện thoại của chồng lục tìm danh bạ ông ngà được cái là không có đặt mật khẩu điện thoại bởi ông cho rằng bà ngọc đã lớn tuổi rồi với lại cũng không dành về công nghệ thông tin nên chưa bao giờ đề phòng vợ hơn nữa ông cũng không phải là người đàn ông trang hoa chỉ biết công việc mà thôi đúng là bà ngọc không dành điện thoại nên mò mãi vẫn không ra được số điện thoại của chú cường bà không biết ông ngà đặt tên cho chú cường trong danh bạ là gì nên rất khó tìm Thế là bà đành lén lút gọi điện cho con gái hỏi cách tìm. Hương bày cho mẹ vào nhật ký của gọi xem có người nào tên là bạn Cường hay gì đó cụ thể là có tên Cường là được. Bà Ngọc nghe theo lời con gái bấm vào cuộc gọi để tìm các số có tên Cường thì tìm được ba số. Một số ghi là Cường một số ghi là chú Cường còn lại một số ghi là bạn thân. Bà Ngọc ghi lại hai số điện thoại tên Cường rồi loay hoay thế nào lại bấm vào số điện thoại ghi là bạn thân Bà hú hồn tắt máy ngay May mà không có ai nhấc máy Bà đọc lại ba số điện thoại đã ghi cho con gái Rồi bỏ lại chiếc điện thoại của chồng về chỗ cũ Rồi leo lên giường Tim vẫn còn đập thình thịch như kẻ trộm suýt nữa bị chủ nhà bắt gặp Dù bà đang ở chính trong ngôi nhà của mình Có được số điện thoại của Cường Hương lập tức gọi điện cho anh Cường đang đi trên xe taxi xuống chỗ Xuân Thấy số máy là anh tắt đi Nhưng số máy ấy lại một lần reo lên cường không muốn phiền nên nhấc máy chú cường cháu đây vừa nghe thấy tiếng nhấc máy ở đầu bên kia hương vội vã nói thì ra là cháu hả vậy mà chú cứ tưởng ai cơ cháu gọi chú có việc gì không cháu có chút việc muốn nhờ chú việc gì cháu cứ nói đi giờ chú đang ở đâu cháu có thể đến gặp chú được không không được rồi chú đang đi có việc cháu cứ nói đi chú đang nghe mà không được việc này phải gặp chú cháu mới nói được Vậy thì hẹn cháu sáng mai nhé Giờ chú phải đi có việc Chiều tối mới về được Việc gì ở đâu cháu sẽ đến tận nơi Ôi không cần phải thế đâu Chú đi xa lắm Chú cứ nói địa chỉ đi cháu sẽ đến Hương vẫn nặng nề đòi biết địa chỉ nơi đến của Cường Xe đến ngõ nhà Xuân thì dừng lại Cường thấy sắp đến chỗ Xuân rồi Nên vội nói luôn Thế nhé chú có việc rồi chú tắt máy nhé Nói xong thì dứt khoát tắt điện thoại luôn Rồi cất vào túi áo hương tức tối khi chưa nói thêm được lời nào thì đã bị chú cường tắt máy rồi cô lấy máy gọi hai ba cuộc nhưng chú cường không nhấc máy thấy số điện thoại của hương đã vội tắt luôn Tốt cuộc là chú ấy đi đâu chứ hương không cam lòng cả buổi làm việc đầu óc cô cứ mông lung nghĩ về chú cường đang đi đâu làm gì và ở cùng ai cô tưởng tượng ra đủ cảnh hương cảm nhận được hình như chú cường đang có ai đó rồi càng nghĩ cô càng ấm ức trong lòng nghĩ đến lời chú cường nói mãi đến chiều tối mới về khách sạn hương liền lao đến khách sạn của chú cường rồi ngồi chờ ở đó từ chiều đợi mãi rồi gọi điện cũng không thấy chú cường trả lời hương không giữ được bình tĩnh nữa cô ta lao ra quán bia gọi mấy lon ra uống cho đỡ cơn hậm hực mãi đến tối cô ta mới mỏ ra chỗ khách sạn của chú cường chú cường đã về nhà và đang tắm thì nghe thấy có tiếng đập cửa ầm ầm chú cường chú cường ơi Cường mặc vội chiếc áo choàng tắm vào người rồi chạy ra mở cửa. "Trời ơi, Hương, sao cháu lại đến đây giờ này vậy?" Hương đổ ập vào người chú Cường, mùi bia rượu nồng nặc tỏa ra, quần áo thì ướt đẫm vì bị mắc mưa. Hai tay túm lấy vai chú Cường rũ rượi. "Cháu uống bia hả Hương?" Chú Cường vội đỡ Hương vào ghế sofa rồi để cô ngồi xuống. "Sao cháu không về nhà mà đến đây làm gì?" Chú Cường đứng dậy, đi rót cho Hương cốc nước lọc rồi đưa cho cô hương không lấy cốc nước lọc mà túm lấy tay cường giật xuống giọng ngà ngà của kẻ say chú cường rốt cuộc là chú đi đâu từ sáng đến giờ mới về chú có biết là cháu tìm chú từ mấy ngày hôm nay không chú tệ lắm chú có biết không hương vừa nói trong cơn say vừa khóc trời ạ à, cháu làm sao thế hả hương chú cường rút tay mình ra khỏi tay hương rồi ấn cô ngồi xuống ghế cháu ngồi yên đây để chú xem còn bộ quần áo nào cho cháu mặc tạm vào không cả bây giờ Cường sống một mình nên rất chăm chút cho sức khỏe. Anh thấy Hương trong bộ dạng thế này thì rất lo lắng. Vừa say rượu lại vừa ướt người thế kia, nhất là trong đêm tối như thế này thì rất dễ bị cảm lạnh. Anh đứng dậy đi vào trong nhà tìm được bộ quần áo thể thao, tuy hơi rộng nhưng cũng có thể cho Hương mặc tạm được. Cháu vào thay đồ đi, kéo nước ngấm vào người ốm đấy. Hương nhìn thấy cử chỉ chăm sóc của chú Cường thì lại càng như bị thôi miên. Cô chưa từng được người đàn ông nào chăm sóc mình như thế cô ngước mắt chân chân nhìn anh nhanh thay đi kéo lạnh bây giờ chú cường nhấn bộ quần áo vào tay hương rồi đẩy lưng cô đi nhưng hương thì cứ ngẩn người ra không chịu bước nhanh lên cháu nói rồi chú cường vội vàng vào nhà bếp pha một ly sắn dây sống rồi mang ra bàn chú lo lắng cho hương như thể một người cháu một người con của mình vậy cũng phải thôi hương chính là con gái của người bạn thân nhất của anh mà nào nhanh lên cường vẫn vô tư dục hương lán lại nhìn cường hồi lâu rồi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời chú cường đi vào nhà tắm thay đồ hương mặc bộ quần áo phông của chú cường rồi ngắm mình trong gương bộ quần áo rộng thùng thình bao lấy cô hương cảm giác như thân thể của chú cường đang ôm ấp mình vậy cô hờ nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh chú cường đang ôm mình rồi tận hưởng chú cường ngoài này thấy hương lâu quá liền gọi vọng vào hương cháu có sao không đấy Hương đang trong cơn mê thì bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi vang vọng của chú Cường. Cháu ra liền đây. Hương có vẻ như đã tỉnh lại một chút. Cô đi ra ngoài với vẻ hơi ngượng ngùng. Hơi giọng nhỉ. Chú Cường nhìn Hương thùng thình trong bộ quần áo của mình thì cười rồi đưa cốc bột sắn đã hòa sẵn cho Hương. Cháu uống ly nước này vào sẽ giải được rượu đấy. Cái này là mẹ chú bày cho, hiệu quả lắm đấy. Chú Cường vô tư kể lại cử chỉ chăm sóc của chú cường khiến lòng hương càng dạo rực lên cô đoán lấy cốc nước bột sắn từ tay chú cường rồi uống nhìn chú cường trong bộ quần áo tắm hương thấy tim mình đập rộn ràng cả lên tự dưng cô thấy tay chân mình dã rời thay hương đã có vẻ tỉnh táo hơn một chút chú cường mới hỏi nào bây giờ thì nói đi có chuyện gì gấp gáp mà đến tận đây tìm chú vào giờ này hương không biết nói gì bởi đúng thật là cô chẳng có chuyện gì quan trọng để bàn bạc nhờ chú cường cả chú chú nãy giờ chú đi đâu vậy miệng hương bỗng lắp bắp à chú có việc xuống xã đông xuân xã đông xuân ư hương thốt lên đầy bất ngờ khi nghe chú cường nhắc đến xã đông xuân chú xuống đấy làm gì chú xuống đấy để tìm hiểu về nghề thêu chú định hợp tác với một xưởng thêu ở làng đó cháu không biết đâu những sản phẩm thêu ở đó đều rất đẹp và sống động hợp tác với xưởng thêu ư đúng vậy cô chủ xưởng thêu là một người rất giỏi và tinh tế những bức tranh khó như vậy mà cô ấy vẫn thêu lên vải lụa một cách tài tình nếu không về đây nhìn tận mắt thì chú khó có thể tưởng tượng ra được một nghệ nhân tuổi đời còn rất trẻ lại giỏi nghề như vậy cường tự hào giới thiệu về cô chủ làng nghề mà mình đang hợp tác nghe bấy nhiêu thôi hương đã biết cô chủ xưởng thêu đó là xuân rồi cô im bặt không hỏi một lời nào nữa nhưng chú cường thì vẫn cứ vô tư kể về xưởng thêu và hết lời ca ngợi cô chủ nghe chú cường nói về xuân hương đoán được hình như chú cường để mắt đến xuân rất nhiều nhưng để chắc chắn hơn cô quyết định gặp hạnh để xác minh lâu nay hai vợ chồng không hề liên lạc với nhau thỉnh thoảng xuân và hoa có đưa hạnh đến thăm các cháu vào cuối tuần có hôm hương ở nhà nhưng cô không chịu xuống tiếp đón chồng cũ và hai chị chồng mà để mặc họ chơi với các con có hôm thì cô đi vắng thành ra cả năm trời Hai vợ chồng không hề gặp mặt Và cũng không liên lạc với nhau Mấy lần hai đứa con của Hương nhớ bố Mà bố không đến chơi được Nên năn nỉ mẹ cho chúng xuống gặp bố Nhưng Hương gạt đi Có lần chúng nó mẹ nhau nhiều quá Khiến cô gắt gỏng quát lên Từ đó chúng không bao giờ đòi mẹ cho mình đi gặp bố nữa Hạnh nhận được tin nhắn của vợ cũ Thì bất ngờ lắm Anh cứ tưởng là vợ mang hai đứa con đến gặp mình Nên gọi lại hỏi Nhưng Hương không nghe máy Đến cuộc điện thoại cô còn không muốn gọi cho chồng mà chỉ qua tin nhắn mà thôi cô nhắn tin cho hạnh ra quán nước đầu làng gặp mà không nghĩ rằng hạnh vẫn đang ngồi xe lăn không thể tự đi một quãng đường xa như thế được nhưng cứ tưởng được gặp con nên hạnh cố gắng tự mình đẩy xe lăn đi anh nói với chị gái nhưng thấy xuân vừa sáng đã đi công việc rồi nên anh không nhờ nữa đi được nửa đường thì gặp nhân đang đến xưởng làm việc thấy hạnh tự đẩy xe lăn đi ra ngoài đường cái nhân lo lắng chạy lại hỏi anh hạnh Định đi đâu mà đi một mình thế này À tôi có việc phải ra ngoài quán nước đầu làng gặp người ta Trời đất xa lắm đấy Để tôi giúp anh đi ra đấy Thôi Hạnh ngập ngừng vì ngại Dù sao thì anh cũng đang đi gặp vợ cũ Nên không tiện nói chuyện với nhân Anh cứ để tôi giúp Dù sao thì đến xưởng tôi cũng phải ra chợ luôn mà Tôi đưa anh đến đó rồi đi chợ cũng được Nhân vô tư nói Rồi nhanh nhậu đặt chiếc túi của mình lên vai Cầm lấy tay nắm xe lăn đẩy hạnh Hạnh ngại ngùng đành thú thật Hương, vợ cũ của tôi Cô ấy muốn gặp tôi À, hóa ra là thế Anh ngại tôi chạm mặt vợ cũ của anh chứ gì Tôi với anh là bạn bè mà Có gì đâu mà phải ngại Hơn nữa hai người cũng đã ly dị rồi Anh có đi với người phụ nữ nào Cũng không ai nói được gì anh cả Hạnh nghe nhân nói như vậy Thì cũng thoải mái hơn một chút Không ngờ cô gái nhìn nhỏ nhắn giản dị này Mà có cách nghĩ thoáng như vậy anh đúng là thua cô một bước trong cách nghĩ rồi hương ngồi chờ hạnh ở quán nước thấy hạnh đi cùng một cô gái thôn quê ăn mặc giản dị và có phần già hơn cô thì khinh khỉnh nói cũng nhanh quá nhỉ mới đấy mà đã có người mới luôn rồi nhân nghe thấy vậy liền nói luôn anh hạnh ở đây nói chuyện nhé tôi đi chợ xong việc thì gọi cho tôi lại đón nhé nhân nhìn hương gật đầu chào một cách lịch sử cô cũng nghe chuyện của vợ chồng hạnh nên có phần coi thường người vợ bạc bẽo như Hương. Đáng lẽ ra với người khác, cô sẽ giải thích rằng cô và Hạnh chẳng có mối quan hệ gì cả. Nhưng một người vợ bạc tình bạc nghĩa như Hương thì cô nghĩ mình chẳng cần phải giải thích làm gì nên bỏ đi luôn. Hạnh thấy Hương chỉ đến một mình không có con thì hơi thất vọng. Hai đứa đâu? Sao không đưa chúng nó đến? Anh bị hâm à, chúng nó đi học rồi. Hương thấy người phụ nữ thôn quê kia có phần coi thường mình. Thì sinh ra cáo giận luôn với cả chồng Vậy cô đến đây gặp tôi làm gì Hạnh tỏ ra thở ơ Thế anh tưởng tôi còn lưu luyến anh hả Hương cười khinh khi Có chuyện gì cô nói đi Hạnh không muốn tranh cãi với vợ cũ Vì biết rằng có tranh cãi bây giờ Cũng chẳng ích gì Hương đi thẳng vào vấn đề luôn Bởi cô cũng không muốn nhìn mặt chồng lâu Tôi muốn biết chị gái anh với chú Cường Có mối quan hệ gì Hạnh nghe thấy Hương gọi chú Cường một cách thân mật Thì bất ngờ lắm cô quen anh ấy đúng vậy chú cường là bạn thân của bố tôi hóa ra là vậy hạnh có chút khó chịu khi biết mối quan hệ giữa cường và gia đình hương hương thấy chồng cũ không nói gì liền hỏi tiếp rốt cuộc là chú cường với bà xuân có mối quan hệ gì không thấy hương tỏ ra lớn tiếng không tôn trọng mình hạnh cũng nói luôn cô muốn biết để làm gì anh hương định nổi cáu mắng hạnh nhưng nghĩ lại mình đang cần câu trả lời từ chồng cũ nên cố gắng kìm xuống